chương 71, tuổi trẻ nóng tính. Ở đường cái trung ương dừng lại, thẩm tầm xuống xe mở ra cừu nhỏ ly khai. Thẩm tầm đi nơi nào? Mục nhất nhiên xuống xe hướng cũng xuống vi kiệt hỏi. Nàng nói muốn đi thu thập vật tư, nàng một người có thể, mang theo chúng ta không thuận tiện vi kiệt còn nói, đội trưởng chúng ta cũng đi thu thập vật tư đi, ăn không ngồi rồi trong lòng ta bất an. Có nói ở địa phương nào tập hợp sao một nhất nhiên nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy thẩm tầm một người có chút nguy hiểm. Có, ở phía trước cửa tiệm kia vi kiệt nhất chỉ phía trước một nhà sơn móng tiệm. Mà một mình ly khai thẩm tầm cảm thấy rất là thoải mái, có đội ngũ đột nhiên là tốt, là thuận tiện, là an toàn, nhưng là hành động hội rất không thuận tiện. Anh anh anh, muốn ta làm nhiệm vụ liền hiện tại đi, lỗi thời không hậu thẩm tầm ở ngã tư đường trung ương dừng lại lấy ra ga liên, cười khóe miệng cong cong, xem lên đến đáng yêu lại hoạt bát thật sự là nghĩ tượng không ra đến nàng bắt ga liên càng quét tan thi bộ dáng. Ai? Anh 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 nhất mộng thẩm tầm suy một tiếng cho nó giải thích ta hiện tại phải dùng xong thương chi đạn dược ngươi là có thể định vị đến người khác vị trí đi hiện tại ngươi nói vị trí ta đi cứu người cứu người thuận tiện giết tang thi lấy tinh hạch thu vật tư hoàng mỹ rất là hoàng mỹ nhất tiếng tam điêu cái này anh 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 vẫn còn do dự không quyết định vị phục vụ là muốn thu tích phân thẩm tầm đem dựng lên ga liên vừa thu lại đạo a à, ta đây đổi cái chỗ giết tang thi nhiệm vụ cái gì trước đợi ta đi trước thu cái siêu thị cái gì phía trước phía trước 50 mễ chính chạy tới ba cái bị tan thi đuổi theo nhân loại. Anh 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 bị kích thích hai lần liền gào thét lớn ngón tay phía trước. Thẩm tầm cười tủm tỉm lại lần nữa dựng lên ga liên sau đó nhắm ngay anh 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 theo như lời phía trước, thay ta nhìn xem bốn phía, có tình huống kêu ta. Ân ân, anh 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 biết, bao trên người ta, anh anh anh, anh rốt cục muốn nhìn thấy nhiệm vụ tiến độ động một chút hình ảnh, nó kích động vỗ tiểu ngực cam đoan đạo. Trống trống trống. Mặt đất bắt đầu chấn động dâng lên, thẩm tầm nhíu mày, này tan thi số lượng giống như rất kiêu ngạo dáng vẻ a. À một giây sau nàng liền nhìn đến anh 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 theo như lời bị tan thi truy ba nhân loại. Đó là ba cái tuổi trẻ học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài tử, bọn họ cầm bóng chạy côn chạy sắc mặt trắng bệt, mắt thấy tan thi càng ngày càng tới gần thân ảnh, ba người cũng có chút tuyệt vọng. Nhất anh ngươi xem phía trước. Bên trái nam hài tử bỗng nhiên trợn to mắt nhìn phía trước hướng bọn hắn cười phất tay thẩm tầm. Dư nhất anh cũng chính là ở giữa nam hài tử nhìn chầm chầm thẩm tầm cầm trong tay ga trong mắt có hy vọng, ở thẩm tầm một cái thủ thế làm cho bọn họ lột xuống thời điểm, bọn họ không có bất kỳ hoài nghi liền hướng tiền nhảy nằm sắp đến tại địa. Thình thịch đột nhiên. Dày đặt tiếng súng lên đỉnh đầu vang lên, thanh âm kia cách bọn họ là gần như thế, ba người bọn hắn ôm đầu không dám sau này xem. Quy, chậm rãi bò qua đến, không chết được các ngươi. Thẩm tầm so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu trẻ tuổi thanh âm ở loại này xấu cảnh hạ lại lộ ra có chút thân thiết, dư nhất anh tả hữu các chụp hai cái tiểu đồng bọn liền nằm rạp xuống đi tới. Thình thịch đột nhiên thanh âm còn đang tiếp tục, ken 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 vỏ đạn rơi trên mặt đất phát ra trong trẻo thanh âm tang thi thét lên tận trời ga linh thanh âm theo tang thi tiếng hô vang lên mà vang tuy ba cái thiếu niên tang thi cũng không ít 50 cái mấu chốt là ga linh thanh âm quá lớn nguyên bản hơn 50 tiếp tục gia tăng trực trở một chút liền biến thành mấy trăm ba cái thiếu niên ở leo đến thẩm tầm bước chân khi chính là tăng nhanh bước chân leo đến thẩm tầm đứng phía sau lên sau đó ba người liền kinh sợ ga linh ở tiền không một cái tang thi có thể đi đến bọn họ năm mét xa vị trí khi tang thi bị đánh trúng đầu ào ào liền cùng nhiều nói quân bài đồng dạng ngã xuống hảo khốc quá đẹp trai văn hóa không được tốt lắm ta chỉ có thể cảm thán một câu ngọa tàu thẩm tầm cũng mặc kệ bọn họ đang nói cái gì nàng chẳng qua là cảm thấy tay mình bị chấn ma rất ở không có một cái tang thi lại đứng thời điểm thẩm tầm liền ngừng lại lắc lắc tay nàng nhìn về phía sau lưng ba cái đôi mắt sáng ngời trong suốt thiếu niên nói các ngươi có chuyện gì sao nếu không có việc gì liền đương đưa tin ta cứu các ngươi giúp ta làm chút chuyện không có việc gì không có việc gì không có việc gì tỷ tỷ ngươi nói ma ngân hoàng thiếu niên nói tỷ tỷ ta gọi văn cơ học đừng nói giúp một cái tiểu bận biệu chính là sông pha khói lửa đều được a à. trước hết nhìn thấy thẩm tầm thiếu niên có chút hô to còn có chút trung nhị thẩm tầm vẫy tay không nghiêm trọng như vậy liền một chút tiểu bận biệu tỷ tỷ ngươi nói dư nhất anh cùng một cái khác nam hài tử đều ngôn chân tướng coi một chút nói thẩm tầm xoa cổ tay từ cổng trong ba lô cầm ra tam chủy thủ cho ba người cười nói thật là cái tiểu bận biệu thật sự cho rằng là cái tiểu bận biểu ba người vì thế ở mặt trời đèn đường hạ bôi đen đào tan thi sọ não. Nôn nôn nôn, ta. Tỷ tỷ ta có thể rời khỏi sao? Văn cơ học biến nôn biến mở ra tan thi đầu tìm kiếm tinh hạch. Không thể A à thẩm tầm quay lưng lại ba người cùng bọn họ đồng dạng cắt tan thi đầu tìm tinh hạch, đáp ứng chuyện của người khác sự tình liền phải làm đến, hơn nữa ngươi không phải nói là ta xông pha khói lửa đều có thể chứ. A à ta thu hồi lời nói vừa rồi có thể chứ văn cơ học nhìn xem đầy tay vết bẩn lại bắt đầu buồn nôn ta đây có thể đem ngươi ném hồi trong bầy tang thi sao thẩm tầm quay đầu lúng đồng tiền như hoa ta biết văn cơ học khổ cấp mặt tiếp tục nhất thiết cách mặt khác hai cái cầm khăn tay nhét mũi trầm mặt rất mở miệng liền muốn hấp một muộn mùi hôi rất khó chịu hơn 200 tang thi bốn người liền từ 8 giờ đào được rạng sáng 12 giờ hơn 200 tang thi liền đào ra gần 200 cái tinh hạch mặt thế càng lâu liền có càng ngày càng nhiều tang thi sinh thành tinh hạch trong đó cấp 2 tinh hạch liền có mười mấy mặc dù là màu trắng nhưng là đúng là cấp hai 200 cái tinh hạch tẩy sạch bỏ vào trong ba lô dùng đèn tinh nhất chiếu liền phản xạ lấp lánh quang, so với kim cương xinh đẹp hơn. Rất đáng tiếc không có dị năng tan thi, nếu là có thủy hệ cùng hỏa hệ tinh hạch liền tốt rồi. Tỷ tỷ đây là làm gì? Văn cơ học tưởng bốc lên một viên xem, bị thẩm tầm một cái tác chụp đi qua. Ta cũng không bạc đãi các ngươi thẩm tầm chuẩn bị hảo ba lô liền đi đến nàng để ở một bên cừu nhỏ băng ghế sau trong rương cầm ra một túi ăn, kỳ thực là mượn thân thể ngăn trở ánh mắt của bọn họ sau đó từ trong không gian cầm ra trước kia liền đã trang hảo ăn cho các ngươi thẩm tầm đem gói to ném cho ba người, báo đáp. Này một túi bên trong đều là cao nhiệt lượng đồ ăn, chịu đựng đói, ba người tiếp nhận vừa thấy liền vui mừng ra mặt. Các ngươi đi trước thẩm tầm ỉ ở cừu nhỏ thượng nhìn chầm chầm ba người, nàng muốn đem ga liên thu hồi đi cũng không thể nhường ba người nhìn thấy nàng có không gian. Nếu không tỷ tỷ chúng ta cùng đi đi, về sau chúng ta cho ngươi đào cái kia sáng ngời trong suốt đồ vật A văn cơ học nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ hay lắm thẩm tầm cự tuyệt nói, còn tuổi nhỏ muốn chính mình cố gắng, không cần nghĩ ăn bám. Ba người các ngươi hẳn là ở chung quanh đây đi thẩm tầm thoáng nhìn bọn họ trang bị liền nghĩ đến này ba cái hài tử hẳn là chính mình trộn chạy ra tìm ăn, sau đó bị tan thi đuổi kịp. Nàng kiếp trước đụng tới không ít loại này hài tử, tuổi trẻ nóng tính không nghĩ thụ trong nhà người bảo hộ nhất định muốn chạy đến tìm vật tư, cuối cùng đều là trước uy tan thi. Chương 72, kiếp trước kiếp này. Tỷ tỷ làm sao ngươi biết? Dư nhất anh còn tưởng kéo văn cơ học không cần cái gì nói hết ra, nhưng hắn miệng so với hắn động tác càng nhanh liền tiết lộ chính mình đấy. Làm gì a? À? có cái gì không thể nói văn cơ học rút về chính mình tay áo đạo chúng ta đúng là ở chung quanh đây a à, chung quanh đây sống sót nào gia đình không biết a à, một ngày muốn gặp chúng ta bảy tám lần đâu ba người bọn hắn thường xuyên cổng trong nhà người trộn chạy ra tìm vật tư sau đó liền thường thường bị tan thi đuổi theo đầy đường chạy bởi vì là người thiếu niên thể lực tốt nhiều lần đều có thể chạy trốn nhưng lần này quá muộn bọn họ thị lực không tốt bị mấy đợt tan thi cho bao vây cũng cứ như vậy bọn họ bắt gặp thẩm tầm còn bị cứu xuống dưới phúc thẩm tầm phúc cười người thiếu niên nghe con mới sinh không sợ cọc, muốn làm cái gì làm cái gì, ở trong tận thế bọn họ so những người khác đang sống sót càng nhiều. Trở về đi, quá muộn, tránh cho các ngươi trong nhà người gan dạ tâm thẩm tầm thưởng thức phá vỡ tan thi đầu chủy thủ thưởng thức. Tỷ tỷ kia ngươi muốn theo chúng ta trở về sao? Trễ như vậy ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu a? À? Văn cơ học thật là rất đơn thuần, thẩm tầm nhịn không được nói cho hắn học, vị bạn học này ngươi nhiệt tình có tình thương là tốt, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi trong nhà lĩnh, ngươi hẳn là học một ít vị bạn học này thẩm tầm nhất chỉ phòng bị tâm khá cao dư nhất anh đạo nhiều đối người xa lạ bảo trì cảnh giác trong tận thế lòng người phức tạp biết sao a à, văn cơ học vào đầu tỏ vẻ không hiểu thẩm tầm cũng không nhỏ nói loại này tính tình chỉ có đã bị thua thiệt mới có thể bắt đầu phòng bị trở về đi đừng lắc lư ta cũng sẽ không lại cứu các ngươi một lần thẩm tầm ngón tay nhẹ chụp ga liên nói cái này đã dùng xong đạn cho nên lại bị tan thi truy các ngươi bỏ chạy không xong biết sao ân ừ, tỷ kia ngươi cẩn thận dư nhất anh cầm chặt thẩm tầm cho gói to nói tỷ tỷ ta gọi dư nhất anh hy vọng chúng ta lần sau gặp bên trong thời điểm tỷ tỷ ngươi vẫn là đẹp trai như vậy khí tỷ tỷ gặp lại tỷ tỷ ta gọi đều ngôn thật gặp lại ba cái nam hài tử hướng thẩm tầm phất tay liền chạy vào trong bóng đêm bọn họ đều quên hỏi tên thẩm tầm đợi trở lại nhà mình tiểu khu sau ba người đều hối hận cực kỳ thẩm tầm ở ba cái thiếu niên đi sau liền thu ga liên mở ra cừu nhỏ lắc lư ung dung chạy ở trên đường cái nàng đem xe mở ra rất chậm tận lực không làm ra thanh âm hấp dẫn tang thi tại nhìn đến một phòng đồ điện tiệm thời điểm liền dừng lại đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra bên trong có mười mấy tang thi. Nàng không dùng súng, để ngừa kinh động đến phụ cận che giấu tang thi. Thẩm tầm thu trên người tất cả trang bị chỉ chừa một phen đường đao, nàng hoạt động một chút xương ống chân liền nhảy đi vào. Đi vào liền nhân diện đánh tới ba con cách gần nhất tang thi, thẩm tầm một tay chống tại trên quầy, một tay còn lại cầm đường đao chém ngang đi qua. Đường đao tức mất ba con tang thi tay, đồng thời thẩm tầm cũng vào trong quầy, tất cả tang thi cách quầy đối với nàng dương nanh múa vuốt máu đen sền sệt máu từ bọn họ đánh gãy trên cổ tay tiên bay đến trên người của nàng thẩm tầm ngã ra phía sau tránh thoát khuynh tới đây tan thi đầu nâng tay liền dùng mũi đao cắm vào phía trước tan thi đầu sau đó cho hắn bể đầu một đoàn hỏa cầu tự trên tay nàng quát ra quét về phía không ngừng tới gần tan thi tan thi bị hỏa cầu đốt tới đầu không biết đau bọn họ lại bắt đầu ôm đầu trên mặt đất cọ xem này thẩm tầm hiểu được bọn họ có nhất định chỉ số thông minh trốn được kích thẩm tầm lại là một tay sống quá quầy chân dài đường ngang đi khi đem vài chỉ tan thi cho đá văng ra nàng mới dám rơi xuống đất lúc này đây nàng không ở trì hoãn nàng chạy về phía phía trước một cái tang thi một phát quét đường chân cho hắn quét ngã trên mặt đất nàng mới thừa cơ lấy đao từ tang thi nơi cổ chém xuống này mười mấy tang thi nhường nàng thể lực đạt được rèn luyện bởi vì sức lực tiểu lấy đường đao chặt nàng hổ khẩu rung lên nàng cúi đầu vừa thấy hổ khẩu ở đã vỡ ra bốc lên máu anh 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 ngươi nơi nào có hay không có nhường sức lực biến lớn đồ vật thẩm tầm trực tiếp ném hỏa tiễn xuyên qua còn thừa ba con tang thi đầu liền hướng anh 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 hỏi có a anh 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 từ trên xuống dưới phiêu phù, thuốc tăng lực 500 tích phân, tuyệt không ghi nợ, cũng không thể mặc cả. Đang mở quyết xong hơn 10 chỉ tan thi, thẩm tầm liền hướng đồ điện ngoài cửa tìm tòi, gặp không có đem mặt khác tan thi hấp dẫn đến nàng đem cửa khóa lại liền tính toán ở đồ điện tiệm trong chấp nhận một đêm. Quá đen ngươi, một cái nhiệm vụ chi nhánh mới 100 tích phân, một cái dược hoàng ngươi muốn 500, mở ra thương trường liền muốn 1.000 tích phân, ngươi không cảm thấy thật khó khăn ta sao? Thẩm tầm nói lãm nhảm, đang biến cường cùng kia chút nhiệm vụ chi nhánh trung qua lại bồi hồi. Ký chủ đại đại, có bỏ mới có được nha, hì hì anh 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 chọc sờ ngón tay nhỏ nghe răng cười giống cái bán hàng đa cấp. Ở trầm mặt 5 phút sau nàng vẫn là khuất phục với thuốc tăng lực dụ hoặc, nếu là sức lực đại lực nàng mới có thể tìm đến nhiều hơn vật tư, cũng mới có thể ở mặt thế sống càng tốt. Chính là những kia nhiệm vụ chi nhánh nhường nàng ngược lượt đau, đều là lấy mệnh đổi a a a. Chủ nhiệm vụ, bảo hộ thẩm vị thẳng đến hắn nghiên cứu chế tạo ra tan thi kháng thể. Nhiệm vụ khen thưởng. 10 triệu tích phân. Thẩm vị tư liệu, nam, 20 tuổi, thủ đô thẩm gia tiểu nhi tử, thiên tư thông minh, 18 tuổi lấy đến song học vị, trước mắt là hoa quốc tuổi trẻ nhất một vị sinh vật học giáo sư, địa vị ở hoa quốc hết sức quan trọng hình ảnh. Nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt 100 thân hiển nguy hiểm bị tan thi vây khốn nhân loại 3100, hoàn thành sẽ đạt được tích phân 100. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm đồ ăn cứu vớt gần như đói chết nhân loại 0100, hoàn thành sẽ đạt được 100 tích phân. Che giấu nhiệm vụ, chưa mở ra. Thẩm Tầm triển khai không nhiệm vụ vừa thấy chính là tháng một mụn lớn khí, chỉ có thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh có biến thành động, đại khái là cứu đêm nay kia Tam Tiểu Hài đi. Nhưng cái này cũng không có thể nhường Thẩm Tầm vui vẻ dậy lên, lãng phí nàng nhiều như vậy viên đạn mới hoàn thành ba nghìn một trăm, thật lệnh nàng đau lòng. ăn trước tận thế chuẩn bị cơm hộp Thẩm Tầm liền lập tức ngủ rồi, bảo trì sung túc giấc ngủ, ngày mai nàng mới có sức lực đi tìm vật tư đánh tang thi. Thẩm Tầm trên người bẩn thiểu, nhưng nàng chuyển hơn nửa đêm, lúc này đã khốn không có khí lực đến tắm anh 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 phi ngồi xổm trong tầm tay nàng nhìn xem nàng vỡ ra hổ khẩu tròn vo tròn mắt liếc hướng thẩm tầm trầm tĩnh ngủ nhang cùng nhân loại giống như than thở nó nâng lên hai tay tay nhỏ phát ra tiểu tiểu màu trắng hào quang bao trùm ở nàng bàn tay bên trên một giây sau thẩm tầm hổ khẩu miệng vết thương đã không thấy tăm hơi nó vẫn luôn đi theo thẩm tầm bên tay thân là hệ thống nó đều biết thẩm tầm sống có nhiều mệt thẩm tầm nhìn như đối mục nhất nhiên tám không có giữ lại bộ dáng nhưng nó biết nàng vẫn luôn ở đề phòng mọi người không có chân chính thổ lộ tình cảm không có thân nhân không có bằng hữu không có có thể giao phó phía sau lưng tri kỹ bạn thân một người ở mặt thế sờ hỗn bò lăn tâm cùng thân song trọng mệt loại này cô độc tịch mịch từ kiếp trước kéo dài đến kiếp này sáng sớm hôm sau thẩm tầm đồng hồ sinh học liền khởi động nàng đơn giản lấy thảm lông đặt xuống đất liền nằm ở mặt trên tối qua mệt quên mất lấy chăn đi ra nhưng cả đêm đều không có cảm giác đến lạnh nàng có chút kỳ quái trên bụng có một đoàn ấm hô hô nóng lên thể nàng khởi động nửa người liền thấy ghé vào nàng trên bụng ngủ đông màu trắng vật thể lập tức nàng liền dắt khóe miệng. Sớm an, anh anh anh. Chương 73, người khởi sướng. Mặt thế bất quá mới hơn 2 tháng, cũng chính là mới tháng 6, này khí trời đã bắt đầu ngày đêm trên lệch nhiệt độ to lớn như thế. Không có người hoạt động thành thị rơi xuống một tầng bụi mông mông bóng ma, thẩm tầm tiện tay một vòng chính là một tay cho bụi. Trên đường huyết tinh thối tận trời, khắp nơi kéo màu đỏ vết máu, chung quanh cửa hàng bị người vì đại lực phá hư qua. Phàm là nàng ánh mắt nhìn tới chỗ có thể tìm tới ăn mặc tiền cửa hàng cũng đã bị cướp đoạt qua, thẩm tầm đi bộ ở gió lạnh hiu quạng phủ bụi trên đường cái chung quanh yên tĩnh không có một tia thanh âm giống như tươi đẹp thế giới bị tạc thượng nồng mặt con đường này nàng đã tìm không thấy ăn nàng ước định rời đi thời gian chỉ có hai ngày lập tức nàng liền không ở trì hoãn mở ra tàu điện đi xuống một con phố tiến đến ở chỗ rẽ đụng phải nhồi vào cửa ngõ tang thi nàng nhất sợ hãi sau liền lập tức trở về mở ra may mà những kia tang thi đều là quay lưng lại nàng lần này nàng đụng tới chỗ rẽ không bao giờ dám không sợ hãi quá khứ mà là dừng lại ngắm một chút lại đi ra ngoài rất may mắn, nàng hạ một con phố không có người tới qua dấu vết, nhưng này cũng chứng minh có tang thi. Nàng thu cừu nhỏ, dùng băng vải quấn lên bàn tay, đối mấy chục chỉ xông lại bộ mặt giữ tận tang thi không vội chút nào không chậm chậm rãi tiến lên, như là muốn cùng đồng bạn hội hợp đồng dạng thông thả tốc độ. Ở nàng cùng tang thi tiếp xúc khoảng cách chỉ có một mét xa khi thẩm tầm chạy tới, trong tay đường đao nắm lên ngang ngược xẹt qua đi, hai con tang thi đầu ùng ụt ụt rớt xuống đường đao cùng tan thi xương cốt ma sát thanh âm nhường nghe người có chút da đầu rung lên, loại kia độn cảm giác âm thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Thẩm tầm thân hình linh hoạt, nàng ở mười mấy tan thi vây quanh hạ cứng rắn là cho chính mình mở một cái khẩu xông ra. Nàng đao pháp sạch sẽ lưu loát, một chút dư thừa loè loẹt đều không có, đao đao đều là ngắm chuẩn tan thi cổ hoặc là sọ đi, thật sự đánh không đến này đó trí mạng điểm nàng liền sẽ đem tan thi tay cho chém rớt. Thẩm tầm mục đích rất minh chuẩn, chỉ cần ở trên con phố này nhìn đến có hoàn hảo không tổn hao gì tiệm đó chính là mục tiêu của nàng tại nhìn đến một nhà tiện cho dân tiệm khi nàng công mi cười một tiếng liền hướng bên kia hướng tại gần chạy đến tiện cho dân tiệm khi một đoàn hơi thở nóng bỏng từ bên cạnh nên đón quét nhìn trung là màu lửa đỏ ngọn lửa hướng nàng đánh tới thẩm tầm hướng phía trước nhất bổ nhào ngay tại chỗ lăn một vòng ngọn lửa khó khăn lắm cùng nàng lau người mà qua ngọn lửa rơi xuống đất liền lập tức đem mặt đất đốt ra một mảnh cháy đen t thẩm tầm sờ bị ngọn lửa lượt đến cánh tay nàng tay trái trên cánh tay bị ngọn lửa lượt đến giờ phút này cánh tay mặt trái mảnh hồng ấn cùng bọc nước không có thời gian cho thẩm tầm đi lau dược nàng sở ngồi địa phương liền hàng xuống một cái bóng đen nàng đồng tử hơi co lại sau này vừa lui một cái hỏa cầu hướng nàng vừa rồi vị trí quăng đi hoành một cái làn da nhíu chặt mặt mảnh vải tay trang nam tang thi đứng ở nàng vừa rồi sở ngồi địa phương mặt đất lõm xuống nam tang thi một kích không thành móng vuốt lại lần nữa tiến lên chột tới một đôi màu đỏ trong mắt sau mặt khác bất đồng là con này tang thi so sánh đỏ sậm nhíu chặt thanh cho làn da bò đầy màu đen kinh mạch hoa văn Nam Tang Thi khóe miệng bị cắn rơi nhất nhanh, lộ ra sâm sâm bạch nha. Thẩm Tầm đứng dậy lui về phía sau, ngắm gặp xông lên mặt khác Tang Thi chậm lại tốc độ, do dự muốn hay không đi lên dính này một muộn mỹ vị đồ ăn. Trống. Nam Tang Thi đối mặt khác Tang Thi nhất trống, mặt khác Tang Thi liền không có do dự một đám tất cả đều lui xuống. Ngươi có hay không sẽ quá tự đại Thẩm Tầm cười lạnh bỏ qua đường đao, lấy ra súng lục. Phanh phanh phanh, liên tạo mối mấy súng, viên đạn đều không có đánh xuyên qua Tang Thi đầu, Thẩm Tầm thầm mắng một câu liền hướng sau chạy con này tan thi tuyệt đối có ba cấp, tuyệt đối thương mại là ba cấp. Hơn nữa còn là chỉ dị năng tan thi. Thẩm tầm tự nhiên là không chạy nổi con này tan thi, đang chạy mấy mét sau nàng liền bỗng nhiên dừng lại một tay chống đỡ, chân rẽ sang một con đường lại đi quay về, nhảy dựng lên đánh về phía nàng tan thi từ nàng đỉnh đầu bay qua phốc cái tịch mịch. Thẩm tầm cái này khẩn cấp phanh lại cứu nàng một mạng, nếu là nàng vừa rồi tiếp tục chạy nói không chừng sẽ bị tan thi cho bổ nhào cắn rơi cổ. Trở về chạy không vài giây nàng liền dần dần dừng, chỉ vì phía trước mấy trăm chỉ tang thi ngăn chặn đường đi của nàng, nhưng này đó tang thi đều không có tiến lên, chỉ là đơn thuần ở nơi nào ngăn chặn nàng lộ. Chết ngoạn ý, ngược lại là thông minh thẩm tầm xoay người lại đối nam tang thi liên mở mấy súng. Trống trống trống. Súng đánh xuyên qua tang thi thân thể lại không gọi được đầu của hắn, thẩm tầm lập tức thu tất cả vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng, nàng hai tay vừa nhất chính là hai đoàn hỏa cầu phiêu phù ở lòng bàn tay. Chúng ta đây so đấu vài lần xem ai hỏa lợi hại. Thẩm tầm nghiêng đầu lông mày kiêu khích đối tang thi thoáng nhướng. Tang Thi tự hồ là nghe hiểu nàng lời nói, móng vuốt cũng xuất hiện hai đoàn hỏa cầu, này hai đoàn hỏa cầu so thẩm tầm hỏa cầu càng lớn càng, nhiệt độ càng cao. Một người nhất Tang Thi đồng thời ném hỏa cầu, tứ đoàn hỏa cầu ở trong miệng đụng nhau nổ tung, nổ tung uy lực tiện tay mảnh đạn có nhất so. Ngọn lửa bốn phía bắn ra tung tóe rơi xuống, Tang Thi dị năng càng thêm lợi hại, đương Tang Thi đắc ý chuẩn bị đi bắt thẩm tầm thì đối diện nhưng không có thẩm tầm thân ảnh. Đăng đang đăng. Một cái màu đen tròn không lưu đâu vật thể ném đến Tang Thi bước chân, nam tang thi cúi đầu vừa thấy một giây sau tiếng nổ mạnh khởi động tĩnh này kích đáo chắn giao lộ mấy trăm chỉ tang thi lập tức bọn họ tựa như không có cao cấp lãnh đạo chỉ huy bắt đầu tuần hoàn theo bản năng hướng có nhân vị địa phương chạy tới lại là mấy trăm viên tinh hạch a thẩm tầm cảm thán thanh âm ở sương khói trung truyền ra một trận gió thổi tới thân ảnh của nàng dần dần rõ ràng chỉ thấy nàng cầm đường đao cho còn tại nhúc nhích dị năng tang thi cho phốc đao bởi vì nam tang thi đầu quá mức cứng rắn nàng điểm nào sức lực cứng rắn là đâm vài lần mới đem kiên cường sống hỏa hệ tan thi cho giết chết. Thật là xin lỗi a, à, ta không có cứng đối cứng ý nghĩ dị năng cùng thể năng nàng không phải là tan thi đối thủ, tan thi không biết đau đớn, sẽ không mệt mỏi, trái lại nàng một nhân loại bị hắn cào bị thương một chút liền muốn xong. Thẩm tầm dựng lên ga liên nhắm ngay đối diện đầu phố điên cùng chạy tới mấy trăm chỉ tan thi. Tan thi tốc độ chạy trốn quá nhanh, thẩm tầm ném vài cái lựu đạn mới có cơ hội cùng bọn họ kéo ra khoảng cách dùng tới Galin đến càng quét thu gặp tan thi đầu bên này tiếng vang như vậy đại chung quanh sẽ không có ảnh hưởng mới là lạ sống sót mọi người đều đang mắng là kia ngốc tử ở chế tạo như vậy đại tiếng vang động tĩnh này không đem nửa cái thành tang thi đều hấp dẫn lại đây bọn họ cùng gây sự vương bác đảng họ thẩm tầm đương nhiên cũng biết làm như vậy sẽ hấp dẫn tang thi nhưng là nàng cần nào tinh hạch này một đợt đi qua mặt sau nàng còn có thể làm đại động tĩnh thật là nhịn không được thời điểm thẩm tầm bỏ lại một viên lựu đạn liền chung mất chờ trở lại bình thường khi nàng lại trở về đến thu này đó tang thi tinh hạch thành đống tang thi đống thi thể tích ở đầu phố, chung quanh cửa hàng bị nổ hủy thất thất bát bát, liên mặt đường bị thay đổi gồ ghề. Này nhất kiệt tắt người khởi sướng đã chạy đến bên cạnh nhất căn trên nhà cao tầng từ cửa sổ thăm dò hạ đầu. Phía dưới tang thi càng tụ càng nhiều, thẩm tầm cắn một viên táo thưởng thức trong tận thế khó gặp náo nhiệt cảnh tượng. Chương 74, bắt chuyện kỹ xảo. Ký chủ đại đại, ngươi nhường chung quanh đây người sống sót bắt đầu dọn nhà, anh 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 ngồi ở cửa sổ, như cùng thẩm tầm một dạng một dạng ngắm phong cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, ta không phải cố ý thẩm tầm ăn xong một quả táo, liền bắt đầu cho mình trên cánh tay dược. Này cánh tay về sau nhất định sẽ lưu sẹo, nhưng đây cũng là không biện pháp, không bị hủy dung liền tốt vô cùng. Hỏa hệ dị năng cường đại liền ở chỗ nhiệt độ của nó, đẳng cấp càng cao, hỏa nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nàng đều không có đụng tới kia tan thi hỏa, chỉ là bị hơi một chút liền khởi phao. Thẩm tầm đâm rách bọc nước, ngâm trong dòng nước lúc đi ra rất sướng, nhưng là một lát sau kia đau đớn có thể nhường ngươi dơ chân. Giữa trưa 12 giờ qua, thẩm tầm ở cửa sổ lại tìm tòi, phía dưới tang thi vẫn không có tán đi. Không có cách nào, được sử dụng bí mật của ta vũ khí. Thẩm tầm cười thời điểm, đôi mắt hội công thành trăng non, vô luận là khách khí cười vẫn là cười nhẹ. Ký chủ đại đại, ngươi lại muốn làm cái gì? Anh 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 cùng cái tò mò tiểu hài tử muốn hấp lấy thế giới này tri thức, tang thi làm cái gì nó muốn hỏi vì sao? Thẩm tầm chỉ là đối với nó cười cười không nói lời nào, ngay sau đó nàng liền lấy ra một cái điều khiển ô tô, sau đó lấy ra một cái điện thoại di động cuộc vào trên ô tô. Trên ô tô thanh âm điều đến lớn nhất, nàng đem ô tô lấy đến dưới lầu, sau đó ở mặt trên điều khiển, chờ điều khiển ô tô tiến vào tang thi đàn ở giữa thời điểm nàng liền cho kia bộ di động gọi điện thoại. Nương tử A cấp diêu yêu. Nương tử A cấp diêu yêu. yêu. Ngươi theo giúp ta hát tình ca xem đẹp nhất yên hỏa ở thành thị trung nắm tay ta yêu vì ngươi rung rẩy rời đi bao nhiêu mưa gió sau ta yêu hát tình ca. Mỗi truyền kỳ ca từ điều khiển trên ô tô di động vang lên, rất lớn thanh âm đem tang thi kích động bắt đầu hướng là thanh âm phát ra tiếng ở đánh tới phúc tiểu thuyết thành không gạt ta thẩm tầm ở cửa sổ biến hiếp mắt cười nhẹ đinh đinh ngu nhất biện pháp rõ ràng dùng rất tốt điểm này thanh âm còn không đến mức đem toàn bộ tang thi đều hấp dẫn đi vì thế thẩm tầm đi lên cao ốc hành lang cầm một cái kính viễn vọng xem một bên khác không có nhân loại ở thời điểm liền hướng trên bãi đất trống mất một cái lựu đạn ầm uhm. thanh âm này đem chuyển đến bên này người cho rung một chút ngoại tàu có xong hay không một cái tóc đỏ thời thượng nam hài tử từ cửa sổ lộ ra đi mắng to, một giây sau đôi mắt liền bắt đầu trừng lớn. Hắn hoang mang rối loạn thu thập đem một nữ hài tử đẩy đến cửa sổ, tỷ tỷ Những kia tan thi lại lại đây. Nữ hài tử cao thúc đuôi ngựa, sạch sẽ lưu loát, kèm theo nhất cổ anh tư hiên ngang hương vị, liên khuôn mặt cũng dài có chút đẹp trai hương vị, không phải nam tính hóa, mà là đẹp trai trung tính. Nhiều lần trải qua thích buông mi thăm dò hạ hung hăng nhăn lại hai hàng lông mày, thu dọn đồ đạc, dời đi. Lại đi a à vừa mới tìm đến nơi ở, ta cũng không muốn lại chạy đến chạy tới, ngươi muốn đi chính mình đi. Trong đội có nữ hài tử khó chịu, trừng nhiều lần trải qua thích chính là không hoạt động. Nhiều lần trải qua thích mới sẽ không quản nàng, nàng cầm lấy chính mình đồ vật liền hướng ngoại đi, ngươi muốn lưu liền lưu, không ai sẽ bức ngươi rời đi. Đội một mười người, toàn theo nhiều lần trải qua thích đi ra ngoài, một mình lưu lại nữ hài tử âm lệ mặt mày nhất đá ghế nhưng rất nhanh nàng cũng đuổi kịp. Nhiều lần trải qua thích là dị năng giả, cũng là cái này tiểu đội trưởng, nếu là không theo bọn họ, nàng căn bản sống không được bao lâu. Cũng không biết lại để cho người khác lại chuyển một lần nơi ở thẩm tầm chính cười tủm tỉm nhìn chầm chầm dời đi trận địa tan thi. Đang muốn lại ném một lần lựu đạn thẩm tầm liền nhìn đến từ cư dân trên lầu xuống nhiều lần trải qua thích đoàn người. Thẩm tầm tay một trận nhìn chầm chầm bài đầu nhiều lần trải qua thích xem, tầm mắt của nàng quá mức trần trụi cùng nóng trực, nhiều lần trải qua thương thích ngẩng đầu liền chuẩn xác cùng thẩm tầm ánh mắt đối mặt. Thẩm tầm nhai kẹo cao su, lấy khẩu hình đối nhiều lần trải qua thích nói ba chữ nhiều lần trải qua thích lạnh mặt mày kéo ra cửa xe liền lái đi, không đi nữa sẽ bị tan thi bao vây. Anh anh anh, ngươi nói nàng nhìn thấy ta nói cái gì sao thẩm tầm ngồi sổn trên mái nhà một tay chống cầm hỏi. Anh 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 cảm thấy nàng hẳn là cảm thấy ký chủ đại đại đang gây hấn nàng, không thì thế nào lại là một bộ muốn giết của ngươi biểu tình đâu, anh 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 cùng thẩm tầm ngồi ở thẩm tầm trên đầu vai. Nói bậy thẩm tầm tin tưởng vững chắc đối phương chính là nhìn đến nàng nói xin lỗi, nàng tuyệt đối là thấy được. Thẩm tầm sờ cầm hồi tưởng nữ hài tử diện mạo, cảm thấy có chút quen thuộc, ta tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nàng. Ký chủ đại đại, ngươi đây là điển hình của trích bắt chuyện phương thức, lời này cũng không thể đến nhân gia nữ hài tử trước mặt nói, ngươi nếu là tưởng nhận thức đứa nhỏ này, anh 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 có thể vì ngươi tìm kiếm mới nhất bắt chuyện kịch bản. Ngươi ký chủ ta là thẳng thẩm tầm sờ anh 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 eo đem nàng đặt ở giữa không trung, liền chuẩn bị đi xuống mở ra sọ não. Mặt thế hơn 2 tháng, nên xây lên an toàn căn cứ cũng có, thủ đô bên kia hẳn là cũng xây lên lớn nhất phim hoàng căn cứ. Bởi vì không có thông tin, thẩm tầm cũng không biết nam thành cái kia an toàn căn cứ có hay không có bị phá khi trước mắt điêu tàn ngã tư đường phiêu diễn hỏa vị phiêu phù ở trong không khí tan tử vị ở mặt trời chói chang bạo phơi hạ phát ra càng nhanh thẩm tầm đeo lên một cái khẩu trang liền lấy ra mở ra sọ não chuyên dụng thủy thủ Tăng thi cũng không phải đều bị hấp dẫn đến một bên khác lưu lại còn có như vậy linh tinh mấy cái thẩm tầm lấy đường đao giải quyết sau liền nhường anh anh anh, anh cho nàng nhìn xem chung quanh có cái hệ thống chỗ tốt đại khái là như thế tin được không nói còn rất có dùng mấy cái này lựu đạn đi xuống đã không có mấy cổ tang thi thi thể là hoàn hảo nhưng cái này cũng không có gì khó khăn thẩm tầm chỉ cần tìm đến đầu là được rồi mà có chút bị nổ quá lợi hại trực tiếp liền thịt nát xương tan sau này tinh hạch lại là hoàn hảo không tổn hao gì tang thi chạy hai bước lay hai lần liền có thể nhặt được một cái dính thịt nát mạc tinh hạch thẩm tầm xách một cái thùng đào ra một cái liền đinh một tiếng ném vào trong thùng này đó tinh hạch phần lớn đều là nhất giai đầu to vẫn là kia chỉ ba cấp hỏa hệ dị năng tang thi viên kia ba cấp hỏa hệ tinh hạch sớm bị nàng lấy đặt ở trong không gian. Ba cấp hỏa hệ tinh hạch cùng nàng quả thực không cần quá xứng, cố kỵ ba cấp tinh hạch năng lượng quá nhiều, nàng không có tùy tiện hấp thu, mà là tìm đến một cái an toàn lại không ai quấy rầy địa phương nàng mới dám thả lỏng hấp thu viên kia tinh hạch. Không đếm được tan thi chất đóng ở trong hố, ở thấp nhất thẩm tầm bỏ qua đi móc ra ngoài ý nghĩ, mà là đem có thể đào đều cho đào nàng liền rời đi. Lúc này nàng kia ga liên viên đạn xem như dùng hết rồi, nhưng lần này thu hoạch nàng rất hài lòng có có chút đáng tiếc là không có giống tối qua như vậy cứu như vậy vài người, không thì nàng cái kia nhiệm vụ chi nhánh liền có thể động đậy. Một ngày này nhưng là đại hỷ, hơn 200 viên màu trắng tinh hạch, còn có mấy viên màu xám, hẳn là thể năng kia loại tan thi, có thể là lực lượng hình, cũng có thể có thể là tốc độ hình, cũng có thể có thể là thị lực hoặc là tính lực, nhưng vô luận như vậy này mấy thứ đều là màu xám tinh hạch. Rất đáng tiếc, màu xám tinh hạch thẩm tầm cũng không thể dùng, chỉ có thể sử dụng giống nhau hỏa hệ tinh hạch hoặc là thông dụng màu trắng tinh hạch chương 75, thanh xuyên căn cứ. Đêm này đầy đất tang thi tinh hạch lấy xong, thẩm tầm là vẫn luôn sách tâm, sợ từ nơi nào gọi ra một đám tang thi. Ở toàn bộ sau khi lấy xong nàng ngay lập tức ly khai đất này, không kịp xem xét cùng thanh tẩy những kia tang thi tinh hạch, thẩm tầm liền đường vòng đến nhiều lần trải qua thích trời đi kia lại trình diễn Mỹ thiếu nữ đại chiến tang thi. Anh anh anh! Súng tự động cùng súng lục tề thượng thẩm tầm viên đạn cùng không lấy tiền đồng dạng liền không ngừng qua, lần nữa bị tiếng súng ầm ĩ đến nhiều lần trải qua thích dựa ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm tiếng súng vang lên phương hướng thần sắc khó hiểu thẩm tầm ở một ngày này thanh xuyên thì tiếng súng liền không có đoạn qua đến buổi tối thời điểm thẩm tầm bên này ngừng nhiều lần trải qua thích cho rằng có thể yên lặng nhưng ở một cái khác phương hướng lại vang lên dày đặc tiếng súng đồng thời còn hữu dụng loa vô hạn tuần hoàng thanh âm chúng ta là thanh xuyên nam phòng binh đoàn chúng ta sẽ ở đây dừng lại một giờ xin nghe đến người sống sót mau chóng đuổi tới chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi mơ hồ thanh âm xa xa truyền đến phàm là trốn ở thanh xuyên thị người toàn bộ đều ghé vào phía bên ngoài cửa sổ yên lặng nghe có chút thì kích động bắt đầu gào khóc thanh xuyên thị cũng có một cái trụ sở quân sự chỉ là bọn hắn thành lập điểm an toàn thời gian so địa phương khác giống như chậm chút thẩm tầm đang vùi đầu đào tinh hạch nghe được này động tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút lại lần nữa buông xuống mấy chục lượng quân đại tạp chậm rãi chạy ở trên đường cái chung quanh chung quanh có chạy tới tang thi đều sẽ bị không người nối dõi xe tải thượng binh lính cho đánh chết có cách gần nhất người sống sót cầm một cái bọc nhỏ liền liều mạng hướng xe tải chạy tới. Chạy nhanh lên. Nhanh lên. Xe tải thượng binh lính hướng mấy cái nam nữ trẻ tuổi vương tay, mấy người vừa chạy vừa khóc, trên xe binh lính liền cầm súng đánh chết rơi phía sau bọn họ đuổi theo tang thi. Ô ô ô ô, rốt cuộc được cứu rồi ô ô ô ô a a a a. Mấy người bị kéo lên xe tải liền không nhịn được ôm đầu khóc trống, trên xe binh lính vỗ vỗ bọn họ bả vai bày tỏ an ủi. Đức Quảng có người đuổi tới, không phải tất cả mọi người may mắn như vậy chạy đến xe tải thượng, có người bị tan thi bổ nhào, có bị bắt tổn thương, cào bị thương bị cự tuyệt thượng xe tải, là này nhất ngắn ngủi 10 phút này ban binh lính không ngừng lo lắng đề phòng phòng tang thi, còn muốn chịu đựng xử lý nhân loại cố tình gây sự. Nói không cho ngươi thượng chính là không cho một cái trên mặt vẻ xấu rằng tri trẻ tuổi binh lính đẩy ngăn cản một nam nhân không cho hắn đi lên, chính ngươi cào bị thương, ngươi trong lòng không điểm số sao, ngươi muốn đi lên đều là hại chúng ta a. À. Tuổi trẻ binh lính cũng không đành lòng, nhưng mà để cho nam nhân này đi lên, cái này đoàn xe liền xong rồi, hắn không thể hại trên xe người ta cực cực khổ khổ chạy đến, hiện tại ngươi không cho ta đi lên, ngươi đây là hại ta a." À? Nam nhân sụp đổ khóc lớn, lại không đồng ý rời đi vẫn luôn đi theo xe tải mặt sau. Xe tải thượng cầm súng binh lính đều là hai mươi mấy trẻ tuổi hài tử, nam nhân sụp đổ khóc lớn cũng làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu, nam nhân khóc bọn họ cũng khóc theo. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Binh lính nhẹ ngào nói vô số lần thật xin lỗi. Nam nhân trên cánh tay có sáng loáng vết cào, hắn nhìn xem trên xe thê nhi, tốc độ chạy bộ dần dần chậm rãi xuống dưới không không lão công không cần nữ nhân phát hiện nam nhân dừng lại kích động ghé vào xe tải bên cạnh đi bắt những người khác liền lôi kéo nàng ba ba ô ô ô mới mấy tuổi tiểu hài tử bị chen ở trong góc trong ánh mắt trang bị đầy đủ sợ hãi thật xin lỗi a à lão bà về sau không thể tiếp tục chiếu cố các ngươi nam nhân triệt khởi thủ cánh tay hắn bị tan thi cào bị thương miệng vết thương đã bắt đầu biến đen màu đen mạch lạc chậm rãi hướng chung quanh kéo dài a a a a a thỉnh cầu các ngươi khiến hắn lên đây đi A ta van cầu các ngươi, ta hài tử hắn không thể không có ba ba a. À. Nữ nhân quỳ rạp xuống xe tải thượng xin mọi người, mọi người sôi nổi nhượng bộ. Nam nhân bị thương là sự thật, bị tan thi cào bị thương sẽ ở nửa giờ trong bắt đầu biến dị. Ta tưởng theo giúp ta lão bà đến cuối cùng một khắc, có thể phiền toái ngươi ở ta biến thành những quái vật kia tiền giết chết ta sao? Nam nhân chậm chạy đuổi kịp xe tải khác cầu trước hết mở miệng người lính kia cầm súng tự động binh lính hung hăng một vòng nước mắt gật đầu. Tình huống như vậy nam nhân cũng không phải duy nhất một cái khóc ô tiếng giống vi đồng dạng ở trong đoàn xe một cái truyền một cái. Mẹ hắn, này đáng chết mặt thế. Trước nhất đầu xe tải phó điều khiển trong, một cái trung niên nam nhân chịu không nổi không khí này, hắn cho súng lục lên đạn liền chui ra ngoài cửa sổ liên nhảy và chỉ tan thi. Đội trưởng ngươi nghe ngây thơ chất phát chính đi trên xe vận tải sách nước khoáng, sau đó dừng lại hướng một nhất nhiên nói, giống như có quân đội. Một nhất nhiên nghe vậy nhắm mắt lại hướng có động tỉnh phương hướng lắng nghe sau đó nói, thanh xuyên thị có cái nam phòng căn cứ quân sự. Chúng ta đây muốn qua sao? long tuyết ni sách tiểu kiện đồ ăn vặt cùng bọn họ vẫn khí rất tốt tìm đến một cái không có bị người động tới siêu thị đi làm nha không phải cùng thẩm tầm ước định xong chưa chúng ta đi nàng làm sao bây giờ lý phi tử nói nhưng chúng ta đã nhanh chỗ trống bắn vi kiệt cầm đã thành không sát súng tự động nói hơn nữa chúng ta cũng cần liên hệ lên cấp chúng ta đã cùng mặt trên thất liên quá lâu cần báo cáo nếu không phải là quân đội bọn hắn bây giờ muốn liên lạc mặt trên rất khó khi các ngươi đi ta ở lại chờ thẩm tầm ngây thơ chất phát nói, dù sao cũng phải lưu lại một cái. Một nhất nhiên là cao nhất chỉ huy người, quyền hạn của hắn cùng cấp bậc là năm người trong cao nhất, hắn là không có khả năng lưu lại, cùng nam phòng căn cứ quân sự người tiếp xúc hắn đến nhất thích hợp. Vi kiệt cùng phi tử, thẩm giáo sư theo ta đi, những người khác đều lưu lại. Thẩm vị là trọng điểm bảo hộ đối tượng, hơn nữa thân phận của thẩm vị không chỉ có riêng là một cái giáo sư đơn giản như vậy, hắn tưởng thẩm vị cũng là cần cùng thủ đô người bên kia liên hệ. Mục nhất nhiên cùng vi kiệt cùng lý phi tử thay bọn họ rằng ri phục súng lục cùng súng tự động chủy thủ đều đủ một nhất nhiên ba người súng trong tay đều là không có con đạn bọn họ đem tự mình viên đạn cho lưu lại ngây thơ chất phát cùng trình hạo thay đổi y phục hàng ngày một nhất nhiên cho người khí chất lập tức liền thay đổi giống như lại trở về cái kia thiết huyết lạnh lùng cao lãnh mục nhất nhiên cùng thẩm tầm mới gặp khi giống nhau như đúc mặc vào kia một thân rằng ri lại bình thường người đều nháy mắt thay đổi cao lớn đẹp trai lên càng đàm mấy cái này đều là trưởng không lầm một nhất nhiên cùng vi kiệt lý phi tử lần nữa tìm một chiếc tiểu ô tô đi tiếng súng dày đặt phương hướng đuổi hai chiếc phòng xe giữ lại còn có một chiếc chứa đầy đồ ăn xe vận tải ở xe vận tải đầy sau mấy người liền khó khăn Ngay thơ chất phát cùng trình hạo lái xe là không có gì vấn đề nhưng là long tuyết ni sẽ không a à, hai chiếc phòng xe đều rất trân quý là không có khả năng cho nàng mở ra nhưng chiếc này xe vận tải cũng rất trọng yếu a à. hai thành năm nam tử một thành niên thiếu nữ còn có nhất hài đồng như là thẩm tầm ở đây liền dễ giải quyết như vậy đi hạo tử hai chúng ta trước đem xe chạy đến cùng thẩm tầm ước định tốt địa phương ta lại đưa ngươi trở lại đem một cái khác lượng phòng xe cho lái đi ở ngây thơ chất phát nơi này vẫn là trang bị đầy đủ ăn xe vận tải trọng yếu nhất tốt chỉ có thể làm như vậy trình hạo gật đầu long tuyết ni cúi đầu trong đầu tự trách lên ngây thơ chất phát về sau ngươi có thể hay không dạy ta lái xe a à, như vậy ta cũng có thể giúp một tay ngươi không nói ta cũng muốn dạy của ngươi ngây thơ chất phát nhất vỗ đỉnh đầu nàng cười nói ở trong tận thế biết lái xe thật là một chuyện rất trọng yếu, thẩm tầm cũng là ở kiếp trước trong bị không biết lái xe ăn tận thiệt thòi, mặt sau mới học được lái xe. Chương 76, vì nhiệm vụ. Lúc này thẩm tầm chính mang bao tay đào một cái sọ não lại một cái sọ não, trong đầu tưởng đều là tinh hạch tinh hạch tinh hạch. Thanh xuyên thị biến thành tan thi không ít người, quan này một hồi nàng liền gặp được không ít hai ba cấp tan thi, nếu không phải thân đều song hệ dị năng cùng không ít súng ống đạn dược, nàng thật đánh không lại. Hô 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 hô, mệt chết đi được thẩm tầm đem một cái ba cấp tốc độ tan thi bể đầu sau liền ngã ở tan thi bên cạnh thi thể thở hào hển nàng cảm giác lần này không giống như là đến sưu tập vật tư nàng đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tìm vật tư kế hoạch biến thành đào tinh hạch rèn luyện thân thủ tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo mục đích nhưng kết quả nàng rất thích nàng đứng dậy nhìn chằm chằm bên cạnh lục trong thùng kia sáng ngời trong suốt tinh hạch trăng non mắt mễ khởi khóe miệng vĩnh lên trong thùng tinh hạch nhan sắc không ở là chỉ một màu trắng còn có mặt khác nhan sắc phụ trợ còn rất nhiều màu xám loại kia số ít có màu xanh cùng xanh biếc, màu vàng. Màu đỏ cùng hồng nhạt, màu tím đó là một cái đều không có, thẩm tầm có chút đáng tiếc, không có này ba cái cường dị năng tinh hạch, hơn nữa vừa vặn là không có một nhất nhiên cùng thẩm vị còn có nàng. Bất quá màu xanh cũng có thể, nàng bốc lên một cái màu xanh tinh hạch, băng lam sắc tinh hạch thông thấu trong vắt, cùng bầu trời một cái nhan sắc. Thẩm tầm cầm lấy một viên cùng bầu trời đối nghịch so, tại nhìn đến một lục như tẩy tinh thuần bầu trời khi nàng trong mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, khi nào bầu trời bắt đầu thay đổi như vậy sạch sẽ dễ nhìn. Trước tận thế bầu trời mờ mịt, sương mù nghiêm trọng, ở trong thành phố lớn đã rất khó nhìn thấy sạch sẽ như vậy làm người ta thoải mái bầu trời màu lam. Thu tất cả tinh hạch, thẩm tầm liền vào gần nhất một nhà khu nhà ở, lấy đường đao chém trong hành lang tan thi, thẩm tầm vào một hộ không có khóa môn nhân gia. Gia đình này đã trống không, đồ vật bên trong rối bời, hẳn là vội vàng thu thập liền đi. Thẩm tầm đem cửa khóa lên, lấy bố nhất vỗ sofa, sofa lập tức dơ lên một trận bụi mù. Cụ cụ cụ! còn không bằng không chụp thẩm tầm liền cho bụi chậm rãi sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng đầu ngã ra sau, cảm thụ giờ khắc này khó được yên lặng. Ân yên lặng điểm quả nhiên vẫn là thói quen vài người cùng một chỗ cảm giác sao. Ký chủ đại đại ngươi có phải hay không nên tắm rửa một cái? Anh 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 bịt mũi ghét bỏ cầm lấy một sợi thẩm tầm dính màu vàng dịch nhầy tóc. Nếu là ngây thơ chất phát ở, hẳn là một chút liền có thể nhận ra đây cũng là tan thi óc. A, à, thẩm tầm không có phản ứng, lên tiếng liền nhắm mắt lại ngủ. Một ngày này nàng quá bận rộn, không ăn cơm, tay không ngừng, liên ngồi sổng xuống nghỉ ngơi một chút thời gian đều không có, thời gian tất cả đều dùng ở giấc tan thi lấy tinh hạch thượng. Thẩm tầm này nhất ngủ chính là từ hơn 4 giờ đến buổi tối 8 giờ mới tỉnh. Trong phòng đen nhánh, chỉ có anh 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 trên người tản ra trong sạch màu trắng hào quang. Thẩm tầm bàn tay xoa bóp một cái sau gáy cổ đứng lên duỗi thân một chút xương ống chân. Nàng buông mắt xem trên cổ tay đồng hồ, cái này điểm sao, ngày mai lại hành động đi. Hôm nay tổng cộng đào hơn 300 viên tinh hạch, tan thi sọ não cứng trắng nàng đổi vài bả thủy thủ mới toàn bộ đều đào. Hơn 300 thêm trước 200 cùng hơn 100, đã 600, đây đều là dùng nàng không gian 10 phần chi lục quân hỏa đổi. Còn dư lại quân hỏa nàng không định dùng, muốn lưu phòng thân. Nhà này phòng là một phòng khách một phòng ngủ, thẩm tầm tìm đến buồng vệ sinh trước hết dùng thủy dị năng trước vọt một chút nhà vệ sinh. Loại kia tiểu tao vị thật là tra tấn người rất, còn có hay không lao xuống đi nhân loại bài tiết vật này, nếu không phải thẩm tầm chịu bẩn năng lực cường, liền vừa rồi như vậy, này nhà vệ sinh nàng xem một chút liền muốn bỏ chạy. Nhà vệ sinh có mặt gương, thẩm tầm nhìn xem trong gương bẩn thiểu chính mình phản phất lại thấy được kiếp trước cái kia ở trong tận thế đừng hỗn lăn lộn, gian nan cầu sinh chính mình. Nàng mò lên chính mình có chút thiếu thủy làn da lẩm bẩm tự nói, đều có không gian, cũng nên đối với chính mình tốt chút a. À. Hơn hai tháng thời gian, tóc của nàng giống như trưởng, ở rửa một cái nước lạnh tắm sau nàng liền lấy ra kéo cho mình xén. Nàng cắt tóc kỹ thuật không được tốt lắm, cắt có chút nhấp nhô, nhưng chính nàng rất vừa lòng mặc vào màu đen rộng rãi tê bước cùng quân xanh biết đồ lao động quần thẩm tầm liền đạp lên dép lê ngồi ở đó trương đã bị nàng cọ sạch sẽ trên sofa nhỏ đắp mặt nạ ký chủ đại đại gội xong đầu phát muốn lau sạch sẽ căn cứ nhân loại các ngươi thể chất kiểm tra đo lường kết quả ngươi như vậy là sẽ cảm mạo anh 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 ôm một túi khoai mảnh kaki kaki ăn thanh âm kia nhường thẩm tầm có chút độn đau hệ thống này thật là phá sản a à, lại không cần ăn cái gì cũng sẽ không tiêu hóa còn một ngày ba trận theo nàng ăn ăn xong không ít hơn nữa anh 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 đều không có chống đỡ dạ dày cách nói, ăn lão nhiều, khó a nàng. Nàng đều không biết trói cái hệ thống còn muốn cung cấp thức ăn, cho tới bây giờ anh 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 liền cho nàng một cái không gian cùng cung cấp một cái khóa cửa phục vụ, những thời gian khác chính là kêu nàng bảo hộ thẩm vị, cái này cũng coi như xong, mấu chốt là nó còn không biết thẩm vị sẽ ra chuyện gì liền gọi nàng bảo hộ, hệ thống này thật là nghiệp vụ không thế nào tích, liền này một cái hệ thống, này mặt thế thật có thể được đến giải quyết. Thẩm tầm một bên đắp mặt nạ một bên hấp thu tinh hạch bổ sung hôm nay dùng hết dị năng, mà màu xanh tinh hạch chỉ có tam viên, nàng tất cả đều dùng hết rồi. Dùng xong sau nàng thủy hệ dị năng vẫn không có đột phá cấp 2. Thủy hệ dị năng thăng cấp khó khăn, thủy, hải nạp bách xuyên, cuồn cuộn bát ngát, này cách nói là thật sự một chút không sai. Này không phải thể hiện ở đẳng cấp thượng sao, nàng hỏa hệ dị năng đã cấp 2, hơn nữa ở hấp thu mặt khác tinh hạch sau đã nhanh đột phá tiến giai 3 cấp, mà thủy hệ dị năng nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Thủy hệ dị năng hiện tại sơ kỳ uy lực thật sự không được tốt lắm, thủy tên đâm không thủng tan thi đầu, nhường cũng chính là mấy thùng nước lượng. Phóng xong thủy còn muốn nghỉ ngơi đã lâu mới có thể tiếp tục nhường, cũng không trách được kiếp trước những người đó như vậy ghét bỏ thủy hệ dị năng giả. Muốn lực công kích không lực công kích, hậu kỳ chính phủ lại làm ra loại bỏ ô nhiễm thủy máy móc, thủy hệ dị năng giả cũng chân thật thật là khó khăn. Phàm là dị năng giả, thể chất đều so với người bình thường muốn cường, người già trẻ bận tâm đi. Thẩm tầm mặt màu đen áo lót, quân xanh biết rộng rãi quần, chân khoác lên phía trước trên bàn trà, có chút tức giận bắn ra anh 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 tráng. Ai u với anh 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 bị bị đạn về sau khẽ đảo, biểu môi nói với thẩm tầm và ký chủ đại đại ta cũng là có cảm giác đau hệ thống, cho nên xin không cần đối với ngươi hệ thống động thủ động cước. Vậy ngươi đóng thẩm tầm không để ý tới nó, tính kế hảo 20 phút sau nàng triệt hạ mặt nạ liền lấy ra một cái chăn để ngang trên sofa nhỏ ngủ. Chờ thẩm tầm hô hấp đều đặn xuống dưới, anh 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 liền bay đến nàng trên đầu lẩm bẩm lẩm bẩm với cái ký chủ như thế nào như vậy ngang ngược đâu, cũng không yêu quý thân thể, vạn nhất được cảm mạo chết nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ đâu anh 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 trong tay xuất hiện lần nữa bạch quang thẩm tầm nửa ước ác tóc lập tức thay đổi khô mát ta đây cũng là vì ta nhiệm vụ suy nghĩ tuyệt đối không phải là bởi vì cảm thấy ngươi như vậy không tốt ngươi không nên suy nghĩ nhiều a à, anh 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 ôm cánh tay ngạo kiều nhất hừ liền bay đến thẩm tầm trên chăn nằm thẩm tầm trở mình chảy thẳng môi ở anh 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 nhìn không thấy địa phương có chút nhếch lên chương 77, một hệ dị năng sáng sớm hôm sau thẩm tầm tỉnh lại nhìn một chút thời gian liền bắt đầu ăn trước tận thế mua cháo nóng thành dị năng giả nàng sức ăn biến lớn hiện tại thẩm tầm ăn so ngây thơ chất phát một cái trưởng thành nam nhân còn nhiều hơn. Một bát cháo nhất định là không đủ, nàng lại thêm hai cái bánh mì cùng một bình sữa mới chắc bụng. Thẩm tầm nhìn chầm chầm khu nhà ở hạ rải rác mấy con tang thi, trong tay hấp thu tinh hạch động tác không ngừng. Chỉ cần có thời gian nàng liền sẽ hấp thu tinh hạch, nàng muốn vào bậc, nhanh chóng tiến giai, nhưng là đẳng cấp càng cao, mặt sau lại càng khó đến thăng cấp, nàng hỏa hệ dị năng hiện tại chỉ kém một cái điểm tới hạng liền có thể đột phá ba cấp, nhưng là cái kia điểm tới hạn nàng khó có thể nắm chắc chỉ có thể sử dụng hấp thu tinh hạch như vậy ngốc điện pháp. Thanh xuyên thị có căn cứ quân sự, thẩm tầm tưởng lại thu tập vật tư liền khó khăn nhiều, mỗi tìm một đều là không vui một hồi, những cửa hàng kia đều bị cướp đoạt không còn. Vô luận là không phải ăn cửa hàng đều là trống rỗng, thẩm tầm sáng tỏ, vì thế không ở cố chấp vật tư, mà là quay đầu đi theo thẩm vị mấy cái hội hợp. Thẩm tầm cưỡi cửa nhỏ một đường đi nhanh đến cùng mọi người ước định cửa hàng, quen thuộc hai chiếc phòng xe ở cửa hàng bên ngoài dừng, còn nhiều một chiếc xe hàng nhỏ. Long Tuyết Ni liên tiếp đi hướng bên ngoài, trước tiên liền phát hiện thẩm tầm là thẩm tầm long tuyết ni vỗ ngây thơ chất phát cánh tay ngây thơ chất phát nghe vậy lập tức đi cho thẩm tầm mở cửa trình hạo cũng dừng lại nấu mì động tác đi ngên thẩm tầm thẩm tầm ngươi được tính trở về không bị thương đi thẩm tầm có không gian thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhưng ngây thơ chất phát vẫn là nhìn không được hỏi không có thẩm tầm nhợt nhạt cười một tiếng nàng nhu thuận khuôn mặt rất khó làm cho người ta liên tưởng đến nàng trước đại sát tứ phương thẩm tầm hướng chung quanh một vòng nhìn chung quanh đi qua phát hiện thiếu đi ba người thẩm vị cùng một nhất nhiên phi tử đâu không thấy thẩm vị nhường thẩm tầm trong lòng lột bột một chút không phải là nàng không ở thời điểm ra chuyện gì a à? đội trưởng bọn họ đi thanh xuyên căn cứ quân sự xem có thể hay không trưng được viên đạn chúng ta trang bị đã không đủ Ngay thơ chất phát ken kết ken kết hai lần tháo súng lục băng đạn kia băng đạn trong chỉ có một phát đạn xem ra đúng là rất cần nạp lại chuẩn bị mới được a à. thẩm tầm hờ hững coi chi nàng trong không gian những kia viên đạn cùng vũ khí nàng là sẽ không lấy ra chia sẻ, đồng sinh cộng tử qua tiểu đồng bọn cũng không thể, nàng cá nhân vẫn là tự hướng ích kỷ một ít. Vậy lúc nào thì có thể trở về? Thẩm tầm ngồi sổn nấu mì nồi biên chậm rãi quấy nước lèo. Đại Thái còn muốn một ngày, nơi này cách cái kia căn cứ quân sự rất xa. Ngây thơ chất phát nhíu mày, kỳ thật hắn cảm thấy này nhất nằm một nhất nhiên ba người bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi vậy, viên đạn ở mặt thế trọng yếu như vậy, coi như bên kia sẽ cho, cũng sẽ không cho rất nhiều ở mặt thế một ít quân chức giống như cũng không có như vậy đại uy hiếp lực tự lập vi vương bắt đầu dần dần biến nhiều thẩm vị ba cái không có ngây thơ chất phát phỏng chừng như vậy muộn trở về mà là ở tối hôm đó liền trở về loãng soạn đương loãng xoảng đương một chiếc tàn phá màu đen ô tô chậm rãi chạy đứng ở bọn họ ngốc cửa hàng bên ngoài lý phi tử cùng vi kiệt giá một nhất nhiên xuống dưới ngây thơ chất phát cùng trình hạo quá sợ hãi đội trưởng đội trưởng ngươi bị thương một nhất nhiên trước ngực chảy máu không ngừng ngây thơ chất phát cùng trình hạo hợp lực đem một nhất nhiên phù đi vào thẩm tầm xuyên thấu qua cửa sổ kính nhìn ra phía ngoài không thấy thẩm vị bóng dáng lập tức nàng tâm liền nhấc lên cầm máu bao nhanh lên nhanh lên ngây thơ chất phát hướng long tuyết ni hô long tuyết ni cầm trong tay cái thì ném liền từ phía sau trong ba lô lật ra băng vải cùng thuốc cầm máu vật này ngây thơ chất phát biết một chút y hộ cứu trị biện pháp hắn xé nát một nhất nhiên trước ngực quần áo liền thấy một đạo bị lợi khí cắt tổn thương càng thập cê mờ miệng vết thương khi miệng vết thương từ trên xuống dưới đến bụng, nhìn thấy không phải tan thi cào bị thương, ngay thơ chất phát thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân. Mục nhất nhiên cắn răng ăn đau, kia tổn thương rất sâu, hẳn là đã cạo đến xương sườn. Đội trưởng, kiên nhẫn một chút. Ngay thơ chất phát có chút rung tay cho mục nhất nhiên lau sạch máu đen, lại tiến hành quanh thân tiêu độc thuốc sát khuẩn povidone đụng tới miệng vết thương thời điểm mục nhất nhiên cả người rung lên, miệng tràn ra đau ngâm. Như thế nào? chuyện gì xảy ra long tuyết ni lúng cúng ở bên cạnh cho ngây thơ chất phát trợ thủ lý phi tử cũng bị thương nhưng hắn tổn thương không có một nhất nhiên như vậy nặng chỉ cánh tay bị chém một đau, mà trình hạo liền ở một bên cho hắn băng bó chúng ta bị người kiếp vi kiệt đôi mắt chợt lóe tàn bạo đó là một nhóm lưu manh tạo thành đội ngũ nhưng đầu lĩnh là cái tàn nhẫn nhân vật bọn họ người đông thế mạnh thẩm giáo sư bị bắt đi cái gì thẩm tầm niết đoạn trong tay thiết muỗng mặt mày đông lạnh thẩm vị bị bắt đi các ngươi trong bốn người liền có ba cái gì năng giả còn đánh không nổi nhất ban côn đồ. Vi Kiệt vốn là khí không thuận, bị thẩm tầm một trận chất vấn giọng nói cũng không xong đứng lên, hai cái dị năng giả cũng không phải vạn năng, đối phương có cái kim hệ dị năng giả, đẳng cấp rất cao, súng những chúng ta đó đều không dùng thượng, liền bị đối phương bao vây. Đối phương không ngừng một dị năng giả, còn có cùng thẩm giáo sư đồng dạng tinh thần dị năng giả. Thẩm tầm nghe vậy ngồi ở trên ghế trầm tư, trong tận thế không nghĩ thụ chính phủ quản hạt có khối người, tự lập vi vương, thành lập căn cứ không phải cái gì ít sự, cướp bóc giết người càng là chuyện thường, nhưng là nàng không nghĩ đến, một nhất nhiên cùng thẩm vị dị năng như vậy cường hai người đều bị nhìn chằm chằm. Thẩm tầm ngồi sổng băng bó kỷ miệng vết thương một nhất nhiên trước mặt, nước muối bình treo, phàm là một nhất nhiên có thể sử dụng thượng dược vật nàng lấy hết ra. Chiếu cố tốt hắn, phi tử ngươi theo ta đi một chuyến, thẩm vị tất yếu phải cứu ra. Thẩm tầm đứng dậy hướng lý phi tử nói, thẩm vị không thể chết được, liền tính muốn chết cũng tuyệt đối không phải hiện tại, ít nhất muốn ở hắn nghiên cứu chế tạo ra tan thi virus huyết thanh sau lại chết chúng ta cũng đi lý phi tử che cánh tay cùng ngây thơ chất phát trăm miệng một lời nói. Vi kiệt cùng ngây thơ chất phát cùng ta đi, những người khác lưu lại. Thẩm tầm trong lúc vô ý thành đám người bên trong ra lệnh cái kia, liên vi kiệt cùng trình hạo đều không có phát hiện như vậy có cái gì không đúng. Ta đâu, ta cũng là dị năng giả, vì sao không thể đi trình hạo nhíu mày. Bởi vì của ngươi đội trưởng cần ngươi. Thẩm tầm lôi kéo trình hạo tay đặt ở hôn mê một nhất nhiên trên người, lúc này nàng cũng không ở ẩn giấu, mà là đem một hệ dị năng chữa bệnh tác dụng đều cho nói ra một hệ dị năng không chỉ có riêng là làm đánh nhau dùng, còn có thể đương vú em. Thẩm tầm nhường trình hạo xuề bàn tay, hiện tại phóng xuất ra của ngươi dị năng ở một nhất nhiên trên miệng vết thương, không phải thả ra dây leo, mà là dị năng, đem bên trong cơ thể ngươi kia một đoàn xanh biết bước ra bên ngoài cơ thể. Vú em. Ngây thơ chất phát kinh hô, là ý nói một hệ dị năng có chữa bệnh tác dụng. Đại khái là thẩm tầm hết chỗ chê rất chuẩn xác, mà là rất không rõ ràng một loại cách nói. Nhưng là trình hạo tin, hắn chiếu thẩm tầm nói như vậy, đem ý thức chìm vào trong cơ thể, tùy theo giống như thẩm tầm theo như lời hắn nhìn thấy kia một đoàn xanh biết, hắn vui vẻ, ý thức liền hướng kia đoàn xanh biết tới gần, kia đoàn xanh biết rất ôn hòa, hắn vừa tiếp xúc, kia đoàn xanh biết lập tức liền cuốn lên hắn. Trình Hạo đem kia đoàn xương mù lục nắm giữ ở tay vừa điểm điểm dẫn đường ra bên ngoài cơ thể. Thành, theo ngây thơ chất phát kinh hỉ thanh âm vang lên, Trình Hạo mở mắt liền thấy trong tay mình chính thả ra xanh mơn mởn hào quang. Tia sáng kia chạm được một nhất nhiên miệng vết thương, miệng vết thương liền đình chỉ chảy máu này, này, này dị năng vẫn còn có cái này tác dụng. Trình hạo một trương người tốt mặt khuôn mặt mang theo khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Hiện tại ngươi cách mỗi một đoạn thời gian liền cho một nhất nghiên chữa bệnh, thẳng đến chúng ta trở về. Thẩm tầm dứt lời liền đứng dậy, vi kiệt cùng ngây thơ chất phát liền theo sát nàng ra đi. Chương 78, Hắc Đạo Đầu Lĩnh Một nhất nhiên thương thế rất trọng, ở trình hạo chữa bệnh hạ hắn tránh ra mơ hồ đôi mắt, liền nhìn thấy thẩm tầm nhỏ gầy mà cao ngất bóng lưng. Hắn mở ra tưởng nhắc nhở thẩm tầm cái gì, nhưng hắn giờ phút này bây giờ nói không ra cái gì, bộ ngực hắn kia tổn thương quá sâu, hơn nữa lại lệch lạc một chút liền cắt đến hắn trái tim. Mà hắn không chỉ là trên thân thể có tổn thương, đầu óc cũng bị tinh thần lực công kích, nếu không phải thẩm vị giúp hắn ngăn cản một ít, hắn tổn thương liền không phải như thế nhẹ. Ra cửa hàng, Long Tuyết Ni nắm cố Lý Tiểu Bằng Hữu cùng Lý Phi Tử cùng nhau đứng ở thẩm tầm, ngây thơ chất phát cùng vi kiệt trước mặt. Lý Phi Tử có chút khó chịu, hắn cũng tưởng đi, đám người kia quá mạnh, hắn thật sự không yên lòng nhường thẩm tầm một nữ hài tử tiến đến, coi như thẩm tầm có dị năng, thực lực cũng không kém, nhưng cuối cùng là một nữ hài tử. Thẩm tầm đi đến bọn họ trang đồ ăn xe vận tải tiền thả vài túi gạo cùng trái cây, theo sau nói với Lý Phi Tử, ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước cho các ngươi chuẩn bị vài thứ. Thẩm tầm, ngươi đừng như vậy, ta có chút sợ hải long tuyết nghi ngập nước ánh mắt, có chút bất an siết chặt cố lý tay. Thẩm tầm đau đầu đỡ trán, ta chỉ là để ngừa vạn nhất, ta có làm nhiều chuẩn bị thói quen, phàm là tốt xấu, ta đều sẽ nghĩ đến, cho nên không cần thiết sợ hãi. Thẩm tầm đi đến một nhất nhiên ba cái lái trở về kia chiếc tiểu ô tô, chỉ thấy bọn họ cốc xe bị gậy sắt lấy không thể nào làm được tư thế đem cốc xe cho trói lại. Mà bên trong xe phàm là thiết đồ vật đều cho vào thành một cục ném vào góc trong, khi đoàn thiết cầu bên trong liền bao gồm một nhất nhiên ba cái chủy thủ, bên trong đó còn bao gồm viên đạn. Viên đạn cùng vũ khí, một nhất nhiên bọn họ muốn đến, có đặt ở cốc xe, có đặt ở bên trong xe, bên trong xe đã bị đối phương cướp bóc đi, cốc xe mở không ra, liên lý phi tử cùng vi kiệt cũng không xác định đồ vật bên trong còn ở hay không. Thẩm tầm mày nhíu chặt nhìn chằm chằm thiết cầu, đây đúng là thuộc về kim hệ dị năng lực lượng, chỉ cần đẳng cấp cao, đồng thiết nhôm hợp kim các loại tài liệu đều có thể vì người kia sở khống. Xem xe này trong tư thế, tên kia kim hệ dị năng giả tuyệt đối có 3 cấp trở lên. Mặt thế đã hơn 2 tháng, có 3 cấp dị năng giả thẩm tầm cũng không kỳ quái, có người được kỳ ngộ, đột phá 3 cấp ở nơi này khoảng thời gian rất bình thường, cũng có thể có thể là đối phương thiên phú dị bẩm nàng thẩm tầm tự nhận thức không kém, nhưng sao nàng lợi hại người cũng không phải không có. Các ngươi nói cho ta một chút những người đó. Ở trên xe, thẩm tầm liều mạng hấp thu tinh hạch, hy vọng có thể đánh vỡ cấp 2 cùng 3 cấp cái kia điểm tới hạn, chỉ cần 3 cấp, nàng mới có thể lần này nghĩ cách cứu viện thẩm vị hành động trung có sở phần thắng. Những người đó đại khái có hơn 100 người vi kiệt mở ra lần nữa tìm ô tô đối thẩm tầm chậm rãi nói đến, một cái kim hệ dị năng giả, một cái tinh thần dị năng giả, còn có một cái thổ hệ dị năng giả cái kia kim hệ dị năng giả rất mạnh cái kia tinh thần dị năng không có thẩm giáo sư lợi hại nhưng là hắn có thổ hệ dị năng giả người bảo đảm phiêu chúng ta tiếp cận không được hắn mà hắn lại có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái vi phi kiệt càng nói sắc mặt càng trầm chính là tên kia kim hệ dị năng giả quá mạnh nhưng thẩm vị cái này chỉ có thể viễn công không thể cận chiến bị thương tổn mới để cho cái kia tinh thần dị năng có cơ hội để lợi dụng được đột phá hắn cùng một nhất nhiên cùng lý phi tử phòng tuyến một nhất nhiên đều không địch đối thủ thẩm tầm chỉ nhận thức chính mình đều đánh không lại một nhất nhiên, nàng là không thể cùng đối phương cứng rắn xà. Khi nhóm người rất hèn hạ vi kiệt tối độc ác nhất vỗ tay lái, bọn họ vung mê dược, bằng không đơn đã độc đấu, đội trưởng là không có khả năng sẽ thua. Đó cũng là bọn họ bản lĩnh thẩm tầm chống cầm nhìn về phía ngoài cửa sổ, hèn hạ cũng xem như một loại tiểu thông minh A. À. Cứng rắn đến mới là ngu ngốc, nếu là có dễ dàng liền có thể làm đến một việc biện pháp, ai sẽ công công vòng vòng, phiền toái đến phiền toái đi. Thẩm tầm, chúng ta đánh có thể đánh không lại, nhưng chúng ta có thể vụng trộn đem người cứu ra. Ngây thơ chất phát duỗi thân chân dài, chủy thủ trong tay vén cái đao hoa. Đây chính là vì cái gì muốn ngươi theo đến thẩm tầm ném cho ngây thơ chất phát một chuỗi lựu đạn, có lúc cần thiết liền nổ A, đừng cố kỵ cái gì dân chúng được không? Đương nhiên ngây thơ chất phát nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một viên tiểu hổ răng. Kỳ thật thẩm tầm ngươi đại không cần theo chúng ta mạo hiểm. Chỗ tài xế ngồi vi kịp bỗng nhiên trầm xuống thanh âm, ảm đạm giọng nói mang theo điểm thử lại nói tiếp thẩm tầm chỉ là bọn hắn kết nhóm lên đường người xa lạ, ở trận này nguy hiểm hành động chung bọn họ có khả năng sẽ chết, thẩm tầm còn trẻ lại có thực lực, thật sự là không cần thiết cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Ngây thơ chất phát nghe này cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu đùa nghịch súng lục của mình, vi kiệt nói là sự thật. Ta có lý do, cứu thẩm vị, ta không thể không đi. Thẩm tầm cũng trầm thấp tiếng nói. Lý do gì? Ngây thơ chất phát bác quái tâm khởi, vậy mà có thể nhường ngươi đánh bạc tính mệnh sao, chẳng lẽ là thẩm tầm quay đầu cùng ngây thơ chất phát đối mặt tâm có chút nhắc tới ngây thơ chất phát là bọn họ này hàng người trung thông minh nhất cái kia bình thường khi hắn nhìn như tùy tiện nhưng là lính của hắn loại liền đã định trước hắn sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy cho nên ngây thơ chất phát là phát hiện chút gì sao nàng hồi tưởng bình thường hành vi của mình nàng xác định chính mình không có ở bình thường nói chuyện với anh 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 a à. chẳng lẽ là ngây thơ chất phát tăng lên giọng nói chẳng lẽ ngươi thích thẩm giáo sư phúc thẩm tầm tâm tình giống ngồi xe cáp treo đồng dạng chợt cao chợt thấp, sau đó lại quay về bình tĩnh. Tha cho ngươi lại đoán cái đáng tin lý do thẩm tầm mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm phía trước con đường. Bị ngây thơ chất phát vừa ngắt lời, bên trong xe nặng nề không khí tan chút. Mục nhất nhiên cùng thẩm vị bốn là đang trên đường trở về gặp nạn, đối phương hiển nhiên sớm nhìn chầm chầm bọn họ, trên đường bố trí chướng ngại. Đợi đến một cái lối rẽ khi vi kịp dừng xe, lại phía trước là bọn họ địa bàn, chúng ta không thể lái xe đi, rất dễ thấy, đối phương có gác vậy thì ở chỗ này chờ thẩm tầm nhìn chầm chầm sắc trời bên ngoài nói, hiện tại đi xem xem lộ, trời tối lại hành động. Vi kiệt không trung đám người kia chiếm đoạt theo là một cái cấp 5 sao khách sạn, khách sạn bên ngoài dùng hoang phế xe làm che vật này ngăn cản tan thi tới gần. Khách sạn trên mái nhà nằm hai người, hai người kia trong tay đều có súng ngắm, xem cầm súng tư thế ngây thơ chất phát cùng vi kiệt liền có thể kết luận này hai cái là ngoại môn, phát súng kia nói không chừng cũng là kiếp những người khác. Ba người lặng lẽ đi tới khách sạn mặt sau, sắc trời vẫn là sáng, ba người liền tìm khách sạn mặt sau một cái hết cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi thời cơ tiến vào khách sạn khách sạn đều là nhà cao tầng hai mươi mấy tầng ba người ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy cầm súng bắn tỉa cũng không chuyên nghiệp ghé vào chỗ bên cạnh hai người xông vào là không thể nào ngây thơ chất phát cầm lấy lựu đạn đối hai người cười một tiếng nếu không nghe ta cái gì vi kiệt sửng sốt sau đó liền xem trong tay hắn lựu đạn nói tùy tiện ngươi thẩm tầm đương nhiên là đồng ý nàng nhợt nhạt cười một tiếng ngồi xổm xuống từ trong không gian lấy ra vài cái ngây thơ chất phát cùng vi kiệt quen thuộc không thể lại quen thuộc đồ vật ta còn có đạn lóa đạn mù còn có độc khí các ngươi nhìn xem loại kia thích hợp ngây thơ chất phát cùng vi kiệt lập tức lặng im thẩm tầm trước tận thế có phải hay không hắc đạo đầu lĩnh a chương 79, nhìn thấy mà sợ ban đêm hàng lâm rất nhanh thẩm tầm từ trong không gian cầm ra ba kiện áo chống đạn từng người mặc vào viên đạn cùng súng tự động cũng phối trí tốt nhất ngay thơ chất phát làm đeo hảo trang bị liền đeo lên kính nhìn ban đêm đối thẩm tầm cùng vi kiệt gật gật đầu. Thẩm tầm cùng vi kiệt đáp lại hắn từng cái gật đầu, vi kiệt trầm giọng nói, không cần cùng bọn họ đánh, quấy rầy liền đi. Kế hoạch của bọn họ đều là điều hổ ly sơn, từ ngay thơ chất phát đi hấp dẫn xem nhóm người chú ý, bọn họ lặng lẽ lẫn vào khách sạn. Rất ngốc biện pháp, nhưng là cái này khách sạn trừ như thế liền không có những biện pháp khác đi vào, bọn họ lại không giống trên tivi có loại kia móng vuốt câu tử cũng không phải vạn năng đặc công, đối phương cũng không phải ngu ngốc mặt thế một chút động tĩnh cũng có thể làm cho người lo lắng đề phòng, bọn họ như là từ leo tường phá cửa sổ mà vào, đó là vài phút liền bị phát hiện. Ở không có đâm đến thẩm vị tiền, bọn họ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại đã là cắt điện thời kỳ, ngẩng đầu nhìn lên, tầng kia hữu lượng quan, tầng kia liền có người rất dễ dàng tìm. Ngay thơ chất phát võ trang đầy đủ hảo liền chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người ở cửa sổ quan sát. Ngay thơ chất phát không lưng trằn trọc ở từng cái chướng ngại vật ở giữa, ở ngồi sổng một chiếc báo hỏng phía sau xe hơi hắn lộ ra một đôi cười mắt, cười hắc hắc liền kéo ra lựu đạn vòng ném tới. Phịch một tiếng đem khách sạn đại môn nổ tung hỏng rồi, trốn ở người ở bên trong một cái kinh hải trở nên đứng dậy xem xét. Ngay thơ chất phát bên ngoài kêu gào, chó chết vội vàng đem người cho ta thả, không thì gia gia ta nổ mất các ngươi ổ điểm đem tất cả tang thi đều dẫn đến, mọi người cùng nhau chết. Thịnh Trạch cầm bình rượu tay theo tiếng nổ mạnh rung lên, hắn mắt lạnh liếc hướng cửa sổ, chung quanh uống rượu hành tử lệnh người sôi nổi yên tĩnh lại, ngay cả bọn hắn trong ngực ôm nữ nhân đều gấp mãn đẩy ra lấy ra vũ khí của mình. Thịnh ca, là một cái chưa thấy qua số tiểu tử, hình như là hôm nay ban ngày đám kia làm lính đồng bạn một nam nhân từ dưới lầu vội vàng đi lên báo cáo, bất quá chỉ có một người, mặt khác ba cái không phát hiện. Thịnh trạch cao lớn dáng người rơi vào nhuyễn miên trong sofa, hắn rõ ràng mới hơn 20, nhưng ở tràng vô luận là so với hắn lớn tuổi vẫn là trưởng so với hắn hung hãn cũng không dám so với hắn tiên phát ngôn. Nhưng lão lục đi xem xem, nhưng vệ trà theo lão lục, đừng làm cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Thịnh Trạch ném còn có nửa bình bia, nhấc chân đi đến dưới lầu đang kịch liệt kêu gào khai hỏa ngay thơ chất phát. Trái lại là hắn phương xạ thủ bắn tỉ đó là một cái đều đánh không được, kia sức sẹo thương pháp cho không bọn họ hảo súng. Phế vật Thịnh Trạch hai tay ngắt lời túi, qua trưởng màu vàng nhạt tóc dài trói một cái tiểu mã cuối, một trương ngũ quan lập thể tuấn giật mặt tràn đầy lãnh lệ cùng táo ngược. Người phía sau đều không dám lên tiếng, mà được mệnh lệnh nam nhân xoay người liền đến cách vách đi tìm Thịnh Trạch trong miệng lão lục cùng vệ trà lục ca, xảy ra chút phiền toái nhỏ, thịnh ca gọi ngươi đi xem xem. Nam nhân gõ cách vách môn, cách một cánh cửa phòng mặt sau truyền ra nam nhân thô xuyển tiếng, ở nam nhân sau khi gõ cửa bên trong liền đình chỉ động tĩnh. Biết. Ở qua vài giây sau, một đạo rất là mềm mại giọng nam vang lên, giọng đàn ông rất là mềm mại đáng yêu đại biểu, hơi mang nương khí loại kia. Được đáp lại nam nhân lại gõ vang đối diện 408 môn, vệ ca. Lăng. Vẫn chưa nói hết, gian phòng kia chủ nhân liền vang lên cách cách ném nát vật nào đó thanh âm, còn theo một cái nỗi giận giọng đàn ông. Gõ cửa nam nhân lập tức không dám lên tiếng, lời nói đưa tới, nam nhân trước hết đi xuống tổ chức người đi bắt ngay thơ chất phát. Ở nam nhân đi xuống sau, 408 cửa mở, một cái màu đen áo khoác nam nhân tốc độ cực nhanh mở cửa lại đạp cửa đối diện lôi ra một cái lỏa trên thân, quần đen khóa kéo còn chưa có kéo hảo nam nhân. Có thể hay không ôm nhu chút, ta cũng không phải là các ngươi bọn này mang háng tử, gãy cánh tay có biết hay không? bị lôi ra đến nam nhân cùng thanh âm hắn thành có quan hệ trực tiếp, diện mạo thanh thanh tú tú, môi hồng răng trắng, ai có thể liên tưởng đến vừa rồi ở trong phòng làm chuyện đó người là hắn đâu. A, à, loại kia nữ nhân ngươi cũng chạm vào vệ trà sắc bén như kiếm sắc ánh mắt bắn vào nam nhân trong phòng nằm nữ nhân. Vệ trà ngại dơ bẩn giống như bỏ ra vân lưu cánh tay, cũng không sợ nhiễm bệnh. Phi, ngươi cái miệng này chính là sẽ không thật dễ nói chuyện vân lưu về phòng nhanh nhẹn mặc xong quần áo quần cùng giày liền vừa nói vừa cùng vệ trà xuống lầu, cái gì gọi là nữ nhân kia? cô đó nhưng là kha muộn đại minh tinh trước tận thế ta cũng chỉ có thể nhìn xem bây giờ còn có thể ngủ lên chật 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 vân lưu nói tình dục tràn đầy nhưng từ hắn sau khi đứng lên liền chưa từng xem qua kia giường thượng nằm nữ nhân một chút hai người vội vàng đi xuống lầu dưới lầu ngây thơ chất phát ném hai viên lựu đạn gặp hai cái nhìn như chính chủ người xuống dưới sau hắn liền ném một viên đạn mù ngọn đèn toàn bộ triển khai mọi người đang đạn mù dưới tác dụng cũng lập tức mất hắn phương hướng a à, liền này vân lưu tinh thần lực tiết ra liền bộ bắt đến ngay thơ chất phát vị trí hắn nâng tay dùng súng đánh hướng cái hướng kia mọi người liền theo hắn phương hướng đánh đáng ghét a à, nếu không phải hôm nay dùng tinh thần lực quá nhiều nhân vật như vậy sớm bị ta bắt được vân lưu gặp ngây thơ chất phát động tác linh hoạt tránh trái tránh phải chính là đánh không lập tức thẹn quá thành giận mặc thế tới nay hắn vẫn luôn là cảm giác về sự ưu việt mười phần giờ phút này bị ngây thơ chất phát cho kích thích hắn cầm súng lục liền trực tiếp vọt qua vân lưu không có dị năng cận chiến cùng thể năng lại là không được, vệ trà một phen nắm chặt hắn quát, muốn chết sao, coi như là một người cũng không muốn sơ ý, đối phương vũ khí rất nhiều. Ta tinh thần dị năng một chút đều biết trên người hắn mang theo cái gì, ta còn sợ hắn. Vân Lưu cười nhạo liền mang theo mấy cái tiểu đệ vọc tới chướng ngại vật mặt sau đi bắt ngây thơ chất phát, ngây thơ chất phát cũng không nổ súng, ngược lại là xoay người liền chạy. Vệ trà thầm mắng ngu ngốc. Ngươi đi nói cho thịnh ca đối phương có trá, nhưng các huynh đệ thông minh điểm nhìn xem mặt trên người kia vệ trà phân phó xong liền đi truy Vân Lưu, mà lưu lại tiểu đệ thì là nhanh chóng chuyển ra đồ vật ngăn cửa khẩu, phòng ngừa có tan thi đột kích. Vệ trà rất nhanh liền đuổi kịp Vân Lưu, hai người tổng cộng mang theo mười mấy người, nhưng cứ là không đụng đến ngây thơ chất phát mông. Mà ngây thơ chất phát thường thường hướng phía sau nổ súng khiêu khích tại Vân Lưu. Vân Lưu cũng theo ngây thơ chất phát tiếp tấu đi, lưỡng nhóm người giống nghịch súng dưới chiến đồng dạng ngươi tới ta đi, Vân Lưu có tinh thần lực, có thể tin chuẩn biết ngây thơ chất phát vị trí vài lần ngây thơ chất phát đều là dựa vào cao siêu dự cảm năng lực tránh thoát vân lưu một lần lại một lần một kích trí mệnh này mẹ nó nhất định là cái kia tinh thần dị năng giả ngây thơ chất phát che bị tử đạn trầy da cánh tay lẩm bẩm nói tùy theo hắn liền biết hắn hành động lần này đáng giá cái này tinh thần dị năng giả xuống kia thẩm tầm cùng vi kiệt bên kia khẳng định dễ dàng hơn một chút phanh 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 vân lưu bên kia vẫn là tiếng súng không ngừng khoảng cách cũng dần dần cùng ngây thơ chất phát rút ngắn người hắn nha có biết hay không khi nào a à, buổi tối khuya như vậy náo nhiệt ngươi tưởng cùng chết a à. ngây thơ chất phát cầm ra trước đó hỏi thẩm tầm cầm hảo loa hướng mặt sau hô đây càng như là một loại khiêu khích, Vân Lưu càng bạo nộ, vệ trà liều mạng đem hắn đè lại. Ngươi có thể hay không thành thục điểm, bị khiêu khích hai câu liền nổi giận, ngươi đương đây là trước kia sao? Vân Lưu sắc mặt không ngờ, nếu không phải sắc trời quá mờ, đối phương trang bị hoàng mỹ hắn cũng không đến mức sẽ bị đối phương chơi xoay quanh. Ngay thơ chất phát này rất rõ ràng điệu hổ ly sơn bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra, chỉ là bọn hắn tuyệt không lo lắng, cũng không cảm thấy đối phương có thể từ trong tay bọn họ đem người nam nhân kia cấp cứu ra đi, bởi vì thịnh trạch ở người đàn ông này cường đại, vô luận là trước tận thế, vẫn là mạc thế sau, hắn đều cường làm người ta nhìn thấy mà sợ. Chương 80, đồng giá trao đổi. Thẩm tầm cùng vi kiệt trong lúc hỗn loạn sờ vào khách sạn, hai người thần thái tự nhiên phản phất trước tận thế tản bộ khách qua đường. Lầu 4 là thịnh trạch đại bản doanh, các thức nạp điện đèn bàn đặt ở lầu 4 tất cả chỗ tối, hai người chỉ cần bước ra một bước, bóng dáng liền sẽ bán bọn họ. Trong hành lang dựa vào mấy cái cầm dao súng người gác, thẩm tầm nhìn trên mặt đất hình chiếu ra cao lớn bóng dáng cùng vi kiệt hai mặt nhìn nhau thẩm vị nhất định là ở trong này mà thẩm vị tuyệt đối là hôn mê giống thẩm vị như vậy tinh thần dị năng giả như thế nào có thể sẽ bị vây khốn một chút động động thủ hắn liền có thể tránh thoát trói buộc hai người nhẹ nhàng chậm chạp bước chân lên thang lầu trong hành lang truyền đến tiếng nói chuyện còn có gây mũi mùi thuốc lá cùng nhất cổ ghê tẩm thối nát chi vị hai người dừng lại tại thang lầu chỗ rẽ ở bên cạnh mặt đất phản chiếu mấy cái cao lớn nam nhân bóng dáng thẩm tầm trong tay cầm mang ống hãm thanh súng lục lít đầu nhỏ giọng hỏi giết người sao thẩm tầm là hỏi vi kiệt giết hay không người mà không phải đang trưng cầu hắn giết hay không người vào thời điểm này nàng không cần thiết nương tay cho mình lưu hậu hoạn nàng không giết người chính là nàng bị giết lại nói nàng kiếp trước cũng không ít giết người trong lòng một chút gánh nặng đều không có vi kiệt nhìn chằm chằm thẩm tầm đôi mắt chậm chạp gật gật đầu thẩm tầm không hề lời nói nàng đột nhiên liền mất một cái đạn mù ra đi đắc 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 đạn mù bật lên hai lần lăn đi vào trong hành lang tại. Nhanh nằm sấp xuống. Sương khói bị đối phương cho rằng là bom, một nam nhân hét lớn một tiếng mọi người liền toàn bộ gục xuống. Mờ mịt sương khói tiết ra, trước hết lên tiếng đầu trọc nam nhân lại nói, đứng lên, đều đứng lên cho ta, có người trà trộn vào. Sương khói bao phủ đi ra nhường mọi người mất ánh mắt, vi kiệt nổ súng đem tất cả phát sáng vật này đều đánh nổ. Thẩm tầm trước đó gọi anh 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 đi kiểm tra xem xét qua thẩm vị tại kia một phòng, nàng kéo vi kiệt xuyên qua ở trong hành lang, đụng tới người liền sẽ người bên cạnh cho cuột ngã tiếng vang vừa ra lầu bốn có người phòng hết thảy mở ra thẩm tầm lại liên tục ném vài cái đạn mù trên hành lang lập tức loạn thành một đoàn ký chủ đại đại ở trong này anh 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 chỉ có thẩm tầm có thể nhìn thấy nó giống cái ngọn đèn nhỏ đồng dạng thẩm tầm một đường đều là theo anh 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 đi ký chủ đại đại thẩm vị liền tại đây gian phòng anh 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 không nhìn chướng ngại vật xuyên vào cửa phòng thẩm tầm lục lọi tay nắm cửa xoay mở đi vào u thẩm vị chỗ ở trong phòng ngồi một cái cột lấy tiểu mã cuối tóc vàng nam nhân nam nhân trên ghế salon bên cạnh chính là hôn mê bất tỉnh thẩm vị chờ các ngươi thật lâu thịnh trạch thưởng thức một phen lóe hàng mang chủy thủ trên mặt cười kiêu ngạo ương ngạnh hai người sửng sốt một chút đều là dị năng giả thẩm tầm có thể từ nơi này trên thân nam nhân cảm giác được nhất cổ rất mạnh dị năng hơi thở chính mình không phải là đối thủ của hắn cũng là dị năng giả a thịnh trạch dùng chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua thẩm vị khuôn mặt nghiền ngẫm cười nói muốn hay không gia nhập chúng ta đây hắn trói thẩm vị cũng là bởi vì thẩm vị dị năng lợi hại hắn muốn xưng bá liền cần đại lượng có năng lực thủ hạ trước mắt hắn đã mời chào không ít người liên dị năng giả đều mời chào bốn mặt khác hai cái là tốc độ cùng lực lượng hình dị năng giả còn lại hai cái chính là vân lưu cùng vệ trà thịnh trạch nói thẳng đề tài nhường thẩm tầm có chút nhất lên hứng thú nàng thẩm tầm chưa bao giờ là người tốt lành gì ở mặt thế nàng chỉ cầu mưu sinh thịnh trạch cái này thời kỳ liền có thể đạt tới thực lực này có thể thấy được về sau thành tựu của hắn tuyệt đối không thấp nhưng vậy mà thẩm tầm vi kiệt gặp thẩm tầm khởi hứng thú không từ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng thẩm tầm hướng vi kiệt cười một tiếng sau đó liền sẽ môn đóng lại rồi sau đó ngồi ở thịnh trạch đối diện ngươi không kém nhưng là ngươi đánh không lại ta thịnh trạch trên dưới đánh giá thẩm tầm hơn nữa ngươi rất có lá gan không phải hắn trang bức mà là ở mặt thế sau hắn liền chưa thấy qua một cái có thể trấn định cùng hắn đối thoại nữ bên ngoài còn rối bời chờ sương khói sau đó liền có người đi ra đem mọi người tổ chức tốt sau đó một đám đi mở cửa tìm người đến thịnh trạch này tại phòng thời điểm người bên ngoài không dám trực tiếp mở cửa xông vào mà là gõ cửa hỏi thịnh ca ngươi ở đâu như như lời ngươi nói có người đến người ở trong này thịnh trạch đầu lưỡi nhất liếm môi nói không cần vào tới bên ngoài hậu vừa định xông vào nam nhân cùng người bên cạnh hai mặt nhìn nhau nhưng thịnh trạch mệnh lệnh không ai dám vi phạm bọn họ đành phải tất cả đều chờ ở bên ngoài thẩm tầm vừa nghe lời này liền cảm giác mình trước làm sự quá nhiều dư sớm biết rằng người đàn ông này như vậy lãnh tĩnh dễ nói chuyện nàng nên hảo hảo cùng đối phương nói chuyện một chút đem thẩm vị chuột về đến chính là. Đến đây đi, tiểu nữ, nhìn ngươi dáng vẻ muốn đi theo ta đàm điều kiện, nói một chút coi. Thịnh trạch hai tay chống trên đầu gối đối thẩm tầm cười lỗ mãn. Thẩm tầm cùng vi kiệt tựa vào trên sofa, hai người liếc nhau thẩm tầm liền hỏi, hắn thế nào? Thịnh trạch nghiêng đầu không quan trọng đạo, không chết, ân chính là mê dược hút có chút. Vi kiệt nghe vậy hung hăng nhíu mày, một người như là mê dược hút vào quá nhiều vẫn là sẽ gặp chuyện không may, mà thẩm vị cũng không biết có phải hay không đang bị bắt sau liền không tỉnh qua soái ca, đưa ngươi thủ hạ là không thể nào, ta hướng tới tự do thẩm tầm mặt mày cười khẽ, không thấy khẩn trương chút nào. Vậy ngươi cảm thấy đương đại tổ thế nào thịnh trạch ngón tay khơi màu thẩm tầm cầm, khóe miệng phóng túng không đứng đắn độ công. Thẩm tầm trên dưới nhìn quét thịnh trạch, lấy một loại xem hàng hóa ánh mắt đem hắn từ đầu lướt qua chân, ngươi không phải của ta đồ ăn. Vi kiệt gặp thịnh trạch ra tay với thẩm tầm gãy nhẹ, tay nhất vỗ đi qua đem ngón tay hắn đánh. Thịnh trạch ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi không muốn tay. Thẩm tầm cầm lấy vi kiệt tay cười nói, soái ca, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta tiếp tục đàm điều kiện đi. Tiểu mỹ nữ nói là, chúng ta tiếp tục. Thịnh trạch không giống hắn bề ngoài như vậy biểu hiện lỗ mãn cùng ngốc nghếch, tương phản người tài giỏi như thế là tàn nhẫn nhất lại thị huyết. Chúng ta dùng vật tư trao đổi thế nào thẩm tầm nhìn chầm chầm thẩm vị hướng xuống có chút bạch khuôn mặt hỏi. Bao nhiêu thịnh trạch đối với này cái rất hài lòng, đáy mắt lóe qua vừa lòng, nắm chủy thủ cũng lặng yên buông xuống. 500 cân gạo thẩm tầm ra vẻ khó khăn nói. Không đủ thịnh trạch hai tay giao nhau đặt ở chỗ dưới cầm, một cái tinh thần dị năng giả, tư sắc cũng không tệ lắm, 500 cân quá ít. Chuyển biến tốt liền thu, muốn đánh lên, chúng ta một cực ngươi cũng tốt không đến kia đi vi kiệt lạnh thanh âm. Thịnh trạch không phải một cái có thể nhẫn tính tình, vi kiệt lời vừa ra khỏi miệng không khí liền lập tức khẩn trương lên. Vậy ngươi cũng có thể thử xem, xem xem chúng ta ai chết trước. Thịnh trạch ngồi ở sofa hít mắt. Dị năng tự trên người hắn mà lên, vi kiệt cùng thẩm tầm trên người súng ông một tiếng liền bay ra ngoài nện ở trên tường rơi xuống dưới. Vi kiệt chấn động, tay thành chọc hướng thịnh trạch công kích đi thịnh trạch cầm lấy chủy thủ liền hướng hắn lòng bàn tay đâm tới vi kiệt thu tay lại nhảy lên bàn trà cùng thịnh trạch cận thân cận chiến ở một chỗ thẩm tầm ngầm hạ thần sắc có thể không theo đối phương đánh nhau là tốt nhất nếu đánh nhau bên ngoài nhiều như vậy tay của đối phương hạ bọn họ trốn không thoát người nói giá thẩm tầm đem vi kiệt đè lại không cho hắn tiếp tục cùng đối phương tiếp xúc thẩm vị ở đối phương trên tay cho dù là yêu vật tư như mạng nàng lúc này cũng phải hợp thời cúi đầu không chỉ là thẩm vị là mạc thế cứu thế chủ, cũng vì thẩm vị cùng nàng tính nửa cái bằng hữu, dùng vật tư cứu bằng hữu không quá phận. Thịnh trạch cùng vi kiệt đánh nhau cũng chỉ là thử xem thân thủ của hắn, so với đánh nhau, vẫn là vật tư càng làm cho hắn tâm động. Đương nhiên là đồng giá trao đổi thịnh trạch từ trên cao nhìn xuống đứng ở thẩm tầm trước mặt, một cái tinh thần dị năng giả được giá trị xa xỉ A, vẫn là một cấp bậc cao như thế, cho nên tiểu mỹ nữ ngươi cảm thấy. 1.500 cân. Quý sao?